xin đừng nhiên phát kính chào cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì bên em dọn kho đây các bác nha. Dọn kho hết này. Đây thì còn sót một số nữa thì em sẽ thanh lý cho cô bác anh chị mình luôn. Đây đây là máy massage này. Cái này thì còn chắc thân thôi. Thì cái này thì em sẽ thanh lý với giá là 100.000 một cái các bác nhá. Về các bác sạc vào các bác dùng nhá. Đấy, còn đây là cái bộ lăn xích này. Bộ lăn xích này thì mất vỏ hộp rồi. Thì nói chung là phụ kiện là còn đầy đủ hết cô bác anh chị nhá. Phụ kiện còn đầy đủ hết này. Thì cái này thì em sẽ thanh lý với giá chỉ có là 90.000 thôi các bác nhá. 90.000 thôi này. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đây, chuyển tiếp qua bên này cho em. Đây là cái bộ dao này. Đây, cái bộ dao Nhật nhá. Cái này thì cũng mất vỏ hộp rồi. Thì em sẽ thanh lý với giá là 130.000 các bác nhá. Bộ dao Nhật này. Đấy, thì cái này mất vỏ hộp rồi. Hàng trưng bày luôn. Thì thanh lý với giá là 130.000. Đấy, quá rẻ luôn. Còn đây là bình pha trà giữ nhiệt các bác nhá. Bình pha trà giữ nhiệt hàng này cũng là hàng trưng bày. Đấy, nó bị xước sát rồi. Đấy, thì cái này thì em sẽ thanh lý với giá chỉ có là 70.000 thôi. Đấy, còn qua bên này cho cô bác anh chị mình này, vượt muỗi này. Đấy, hàng này cũng là hàng trưng bày các bác nhá. Thì thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá là 50.000 cô bác anh chị mình. Đấy, chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Đấy, các bác có thể mua thân quạt cũng được và các bác mua nguyên bộ cũng được nhá. Ở nhà mà nhiều pin quá rồi thì mình mua thân quạt cho em nhá. Cái này mình cầm đi xách đi picnic này, hoặc là nằm viện, hoặc là nói chung là đi chơi này, hoặc là để dưới chân giường để phục vụ cho con em mình nhỏ nhỏ các bác nhá. Đấy, rất ok luôn. Đấy, và thân quạt thì ngày hôm nay em sẽ xả cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 230.000 thôi các bác nhá. 230.000 cái này mình có thể xoay được 90 độ luôn này. Đấy, có cái cần quay luôn. Đấy, còn nếu như các bác nào mà lấy nguyên bộ như thế này thì bên em bán với giá là 390.000 các bác nhá. 390.000 này. Này, em sẽ bật cho cô bác anh chị mình xem. Đấy, nó sẽ xoay như thế này cho các bác nhá. Đấy, ok chưa? 390.000 với một pin 10 cell, một sạc bàn và một thân quạt. Đấy, ok chưa? Giá là 390.000 các bác nhá. Bác nào mà lấy thân thì giá là 230.000. Rồi qua bên này cho em này, em có lô khoan pin 12V, em cũng xả rẻ cho cô bác anh chị mình luôn này. Khoan pin 12V Kutan, con này thì 25 cấp độ trượt và hai chế độ mảnh nhẹ các bác nhá. Và đặc biệt thì sẽ có là hai pin, một sạc và một thân máy các bác nhá. Đấy, pin 12V. Và mà bộ này thì bên em sẽ thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 230.000 thôi các bác nhá. 230.000. Đấy, ok chưa? Đấy, rồi chuyển tiếp qua bên này cho em. Đấy, bác nào nhu cầu về khoan 13 ly điện ạ. Đấy, khoan 13 ly điện các bác nhá. Đấy, con này là 13 ly Gavin này. Đấy, có tay cầm luôn. Và hàng này em sẽ xả rẻ cho các bác anh chị mình với giá là 260.000 này. 260.000 các bác nhá. Rồi chuyển tiếp bên này cho em nhá. Bộ rùa này, này. Bộ rùa các bác nhá. Bộ rùa này là gồm 5 chi tiết, 2, 4, 5 chi tiết này. Và bộ rùa này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 95.000 một bộ thôi các bác. 95.000 một bộ này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em nhá. Phun sơn Deathmark này. Đây, phun sơn Deathmark các bác nhá. Con này thì công suất của máy này. Đây. Bình chứa của nó là 800 ml, vòng tua của nó là 40.000 vòng. Đấy. Xài điện 220V các bác nhá. Đấy, và con này thì bên em sẽ thanh lý cho các bác anh chị mình với giá là 450.000 các bác nhá. 450.000. Rồi bác nào nhu cầu về bơm ạ, bơm đập chân thì bên em có dòng bơm đôi, bơm 1 và bơm đôi loại cao cấp này. Này. Bơm 1 này thì bên em bán với giá là 85.000. Còn bơm bi này thì bên em bán với giá là 230.000 các bác nhá. Còn nếu như bác nào mà lấy bơm đôi đỏ này thì giá chỉ có là 140.000 thôi các bác nhá. 140.000 với bơm bi đỏ này. Đấy, còn bơm đôi màu đỏ các bác nhá. Còn bơm bi màu vàng này. Đây, bác nhìn đồng hồ nhá. Giá là 230. Còn nếu như các bác nào mà lấy bơm một ống màu đỏ này thì giá là 85.000 cô bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Màu quả ăn tôn các bác nhá. Đấy, cái này thì nó là 12 inch. Đấy. Cái này thì mọc quả này thì nó, cái miệng của nó cực kỳ rộng luôn. Và đặc biệt là cái dòng này là không bị rỉ rét các bác nhá. Đấy, hàng xịn này. Đấy, hàng Anton của Đức các bác nhá. Bên em đang bán với giá chỉ có là 140.000 một cái mọc quả này thôi. Rồi qua bên này cho em. Đợt này em có chương trình sale cực rẻ luôn. Khi các bác mua một cưa lớn 350 ml. Đây,
hàng Capucci của Nhật các bác nha. Thì bên em sẽ tặng kèm cho cô bác anh chị mình với một cái cưa nhỏ 270 các bác nha. Đấy, thì một cặp cưa như thế này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi. Mua cưa lớn tặng cưa bé này. Đấy, giá chỉ có là 120.000 thôi các bác nhá. 120.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Mũi khoan tháp các bác nha. Mũi khoan tháp này, cái này thì có 2 4 6 mũi. Và hàng này thì cực kỳ chất lượng luôn. Hàng này em bán rất nhiều luôn các bác nhá. Đấy, mũi khoan tháp bên em đang bán với giá là 100.000 một bộ các bác. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em. Máy khoan pin 13 ly DW. Đấy, hàng này là pin 10 cell. Hàng này bao chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì em bán gần chục năm nay rồi các bác nhá. Gần chục năm nay rồi, hàng cực kỳ chất lượng. Đấy, 13 ly DW, hàng không chổi than, đầu auto lock này, hai pin 10 cell và một sạc này, đấy, kèm hộp các bác nhé. Đấy, bên em bán với giá chỉ có là 760.000 thôi các bác nhé. 760.000 kèm theo một cái tay cầm trợ lực như thế này nữa, sạc bàn lớn các bác nhá. Bên em có rất nhiều loại ổ khóa chống cắt, chống trộm đây các bác nhá. Loại này là 50mm, đấy. Ổ khóa này là 50mm này. Đấy, cái loại này thì bên em đang bán với giá là 40.000. Còn như bác nào mà lấy ổ khóa chống cắt, chống trộm 60mm thì cái loại này thì giá của nó là 100.000 các bác nha. Còn đây là ổ khóa số các bác này. Ổ khóa số không cần chìa khóa các bác nha. Ổ khóa số không cần chìa khóa, giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, cực kỳ rẻ luôn. Đấy, giá là 80.000 này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình này. Đây, gối chày nhá, cái này thì bằng inox các bác nhá. Cái này thì bằng inox. Hàng này hàng không rỉ mà còn có cả nắp đầy luôn. Đấy, gối chày để đâm tiêu, đâm tỏi, đâm ớt này, giá chỉ có là 110.000 thôi. Gối chày inox các bác nhá, giá chỉ có là 110.000 thôi. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây các bác nhá, đây là pin tiểu. Pin này là pin sạc các bác nhá, pin sạc 3.7V. Đấy, pin sạc 3.7V và một pin này em đang thanh lý với giá chỉ có là 15.000 một viên thôi. 15.000 một viên các bác nha. Còn nếu như các bác nào mà lấy sạc này, đấy, sạc dành cho pin 3.7V này thì giá chỉ là 30.000 thôi các bác nha. Đấy, sạc thì giá là 30.000 này. Quá rẻ, quá bèo luôn các bác nha. Đấy, ok chưa? Chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình. Đây, bàn chải đánh răng than tre của Hàn Quốc bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 10.000 một cái thôi. Hàng này là than tre Hàn Quốc các bác nhá, giá niêm yết là 32.000. Đợt này em thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 10.000 thôi các bác này. 10.000 thôi, giá là siêu rẻ. Rồi bác nào nhu cầu về súng về để lắp vào máy rửa xe, bên em có bán luôn các bác nhá. Đấy, đầu súng tăng áp các bác này. Đấy, đầu súng này lắp vào máy rửa xe, các bác ở nhà mà có sẵn máy rửa xe, có vòi có sẵn rồi ấy mà bị hỏng súng này ấy thì các bác có thể mua cái này cho em nhá. Đấy, đầu súng rửa xe này giá chỉ có là 90.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, 90.000 thôi các bác nhá. Đấy, chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Đấy, bác nào nhu cầu về búa, đây là búa lùn các bác nhá. Đấy, búa lùn. Búa lùn này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 38.000 thôi. Còn bác nào mà lấy búa cờ mỉ này, búa cờ mỉ dài này, đấy, giá là 65.000 các bác nha. Búa cờ mỉ dài là 65.000. Đấy, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em này. Rồi tiếp theo em quay cho bác cái này này. Đây là bút lấy dấu các bác nha. Bút lấy dấu thì bên em nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 một cái bút lấy dấu thôi các bác anh chị mình. Đấy, còn đây là kềm này. Đây, cái này thì cực kỳ sắc bén luôn các bác. Đấy, các bác mà đi cắt thép hay là vặn thép hay là như thế nào ấy, quá ok luôn. Hàng này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 35.000 một cái thôi. Các bác ghi cho em là kềm đỏ đen các bác nhá. Kềm đỏ đen giá chỉ có là 35.000 một cái thôi cô bác anh chị mình này. Này, qua tiếp bên này vít đóng này. Này, vít đóng thì bên em có hàng này là hàng Anton. Đấy, hàng Anton của USA. Các bác mà thích lấy dẹt hoặc có bác ke thì các bác ghi cho em là dẹt và bác ke các bác nhá. Dệt này, đấy. Cái này thì đồng giá là 30.000 một cái các bác nhá. Đồng giá là 30.000 một cái. Các bác lấy dệt cũng được mà lấy ba ke cũng được. Bên em có hai loại. Đấy. Còn nếu như các bác mà lấy vít hai đầu này, đây là vít hai đầu này các bác nhá. Vít tăng hai đầu, đấy, vít tăng hai đầu này thì giá chỉ có là 10.000 một cái thôi các bác anh chị mình. Đấy, vít tăng hai đầu thì giá chỉ có là 10.000 một cái này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này.
Này, ở nhà bác nào mà có ông già hoặc bà già, nói chung là ông bà bị, nói chung mắt bị cần thị, bị lão đấy, mà không có nhìn chữ rõ để đọc báo ấy, đấy, thì các bác có thể sắm ngay cho em cái kính lúp này. Đấy, kính lúp các bác nha. Kính lúp này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 65.000 một cái thôi các bác nha. Kính lúp này 65.000 một cái. Còn qua bên này, đây, bình ắc quy bác nào bị hỏng này thì mua hỏng hoặc là hết pin, hết ắc quy mà mình không thể đem ra tiệm được ấy, thì các bác mua cho em cái sạc ắc quy 12V. Đấy, ở cái này thì các bác tháo ắc quy ra kẹp âm dương là các bác có thể sạc được rồi. Giá chỉ có là 95.000 một cái thôi các bác nha. 95.000 một cái sạc bình ắc quy thôi. Đấy, 95.000 này. Còn đây là đuôi đèn cảm biến. Cái này thì các bác lắp ở cổng hoặc nhà vệ sinh cho em. Đấy, cái này người đi qua thì nó sẽ tự sáng các bác nha. Đuôi đèn cảm biến giá chỉ có là 60.000 một cái thôi. 60.000 một cái đuôi đèn cảm biến này. Còn đây là bóp nâng cơ tay này. Đấy, bóp nâng cơ tay các bác nha. Cái này thì nó sẽ có trọng lượng từ 50 đến 60kg cấp tùy các bác chỉnh các bác nha. Đấy, giá chỉ có là 40.000 thôi các bác nha. 40.000 thôi. Chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Chì hàn bên em, cái này thì là 100g, bên em thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi các bác nha. Chì hàn là 40.000 này, mỏ hàn chì cũng là giá là 40.000 các bác. Mỏ hàn chì này 40.000 các bác nha. Đấy, quá rẻ luôn các bác nha. Mỏ hàn chì 40.000 này. Rồi tiếp theo bên này em thanh lý tiếp cho các bác anh chị mình. Ai, cô bác nào mà đang thiếu đồ để làm móng tay, móng chân thì sắm ngay xem một cái bộ như thế này. Bộ làm móng tay, móng chân các bác nha. Đấy, giá chỉ có là 70.000 một bộ thôi. Đấy, đầy đủ phụ kiện phía trong luôn. Các bác có thể mua về cho con em hoặc là vợ mình xài các bác nha. Giá chỉ có là 70.000 một cái như một bộ như thế này thôi. Rồi chuyển tiếp qua bên này. Dây điện các bác nha. Dây điện này là dây điện 30m các bác này. Đấy, dây điện 30m mà ở đầu ổ cắm này có rất nhiều lỗ luôn. 1, 2, 3, 4 này. Đấy, rất nhiều lỗ cắm luôn. Cái này thì dây điện 30m này thì em sẽ thanh lý với giá chỉ có là 140.000 thôi các bác nha. 140.000 này. Đấy, giá là quá hời, quá rẻ luôn rồi đấy. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhanh tay các bác nha. Đấy, giá rẻ mà nói chung là số lượng là có hạn này. Rồi tiếp theo em nhân qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Đầu bắn tôn các bác nha. Đây, đầu bắn tôn. Đấy, một cái bộ đầu bắn tôn là 10 đầu như thế này. 10 đầu bắn tôn các bác nha. Thì bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có mà 25.000 một cái vỉ như thế này thôi. 25.000 một cái đầu vỉ bắn tôn. Còn nếu như bác nào mà lấy đầu bắn vít này. Đấy, 10 đầu bắn vít này giá chỉ có là 20.000 thôi. Quá rẻ luôn các bác nha. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình. Đây là rìu sói này. Đây, rìu sói các bác nha. Rìu sói của USA này. Đây, các bác nhìn sắc bén không? Nhìn cầm đầm tay chắc chắn luôn. Cái này mà các bác nào mà đi lên rừng thì quá ok luôn. Đấy, rìu sói này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 250.000 thôi các bác anh chị nhá. 250.000 này. Đấy, cực kỳ bèo luôn này. Đấy, 250.000. Rồi qua bên này cho các bác này. Đấy, lưỡi cắt gỗ 1 tấc 85 các bác nha. Lưỡi cắt gỗ 1 tấc 85 bên em đang bán với giá chỉ có là 80.000 thôi. Còn đây là đá chén mài này. Đấy, chén mài các bác nha. Chén mài này thì giá chỉ có là 55.000. Còn như đá cắt đa năng, lưỡi đá cắt đa năng các bác nha. Cái này thì vừa cắt sắt, cắt gỗ, cắt nhôm, cắt kính gì đều ok hết này. Đấy, lưỡi cắt đa năng giá chỉ có là 50.000 một lưỡi này. Chuyển tiếp qua cho các bác này. Đấy, sấy tóc mini Nova. Cái này thì các bác xách đi du lịch cho em này. Sấy tóc mini Nova. Cái này thì giá chỉ có là 35.000 một cái thôi các bác anh chị mình nhá. 35.000 một cái này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp. Đấy, bơm đạp chân các bác nhá. Bơm xe, bơm đạp chân này. Đấy, bác nào mà lấy một ống này. Đây, lấy một ống thì giá chỉ có là 85.000 thôi. Còn bác nào mà lấy hai ống này. Đây, lấy bơm hai ống thì giá là 130.000 các bác nha. Đấy, hai ống thì 130. Còn nếu như bác nào mà lấy loại này thì giá là 230.000 này. Đây, màu đen này thì giá là 230.000 các bác. Còn chuyển tiếp qua bên này cho các bác này. Đây là
đo huyết áp, máy đo huyết áp các bác nhá. Cái này thì trên thị trường các bác phải mua 600-700, nhưng bên em bán với giá chỉ có là 250.000 một cái thôi các bác nhá. Máy đo huyết áp này giá chỉ có là 250.000 một cái thôi. Đấy, cực kỳ rẻ luôn nhá, 250.000 một cái này. Rồi chuyển tiếp bên này cho các bác này. Đây là kéo cắt tỉa hàng rào. Đấy, cắt tỉa hàng rào của Nhật các bác nhá. Cái này thì mình nới dài, nới ngắn là được ok này. Đấy, cắt tỉa hàng rào bên em bán với giá là 110.000. Đấy, cắt tỉa hàng rào các bác nhá, giá là 110.000. Rồi chuyển qua bên này cho các bác anh chị mình. Đấy, than các bác nhá, than thì bên em có rất nhiều mã luôn. Than thì bên em để cho các bác về có thể thay máy mài, máy khoan. Đấy, mà rất nhiều mã nên là các bác nào mà lấy nhiều mã thì các bác nói em các bác nhá. Thì bên em bán với giá là 15.000 và sẽ có 4 cặp than nhá các bác anh chị mình. 15.000 sẽ có 4 cặp than đây các bác nhá. Đây, nó sẽ có mã là 5 x 8 x 15 này. Mã nữa là CB51, một mã nữa là CB46, CB41. Đấy. Nó có tận 4 mã các bác. Nên là các bác nào mà lấy mã nào thì các bác báo cho em nhá. Rồi chuyển qua bên này này, khoan pin các bác nhá. Khoan pin Kutan 12V. Cái này là có 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy. Bên em thanh lý với giá chỉ có là 230.000 thôi các bác nhá. 230.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đây, hộp đồ chơi trẻ em. Đấy, cái này thì về cho trẻ con mình lắp ráp các bác nhá. Trẻ con mình lắp ráp xây dựng này, này các chơi các khối này xây dựng này. Đấy, ok chưa? Hình logo xếp hình này giá chỉ có là 110.000 thôi các bác nhá. 100.000, 10.000 thôi, giá cực kỳ bèo luôn. Rồi qua bên này chuyển tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây, có bác nào có nhu cầu về kìm bấm chết ạ, kìm bấm chết Grossman của Mỹ các bác nhá. Đấy, cái này thì giá chỉ có là 100.000 thôi các bác nhá, 100.000. Còn bác nào mà lấy ổ cắm Thái Lan, đấy, cái này thì có tận 6 lỗ này và 3 cái cổng USB thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. 50.000 thôi các bác nhá. Còn đây là 3 cái ổ cắm 3 lỗ, giá chỉ có là 15.000 này. Còn bác nào mà lấy cái ổ cắm 3 lỗ và 3 công tắc, giá chỉ có là 35.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi chuyển qua bên này cho các bác này. Đây, có bác nào nhu cầu về phích cắm ạ, phích cắm này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 5.000 thôi. Đuôi đèn này thì giá cũng 5.000 các bác nhá. Đuôi đèn này giá cũng 5.000 này. Đấy. Băng keo này. Đấy, băng keo thì bác nào mà lấy băng keo lớn thì giá là 7.000 mà băng keo bé thì giá là 5.000 các bác nhá. Băng hàng này là hàng bài nên nó sẽ móc méo này. Đấy, ok chưa? Nó sẽ móc méo nhiều nên là các bác mua về thì lưu ý giúp em. Chuyển tiếp qua bên này này, các bác nào nhu cầu về kéo ạ. Đây, bên em thanh lý kéo cho các bác nhá. Đấy, kéo xe ki của Nhật Bản các bác ghi cho em là kéo vàng nhá. Kéo vàng này thì bên em thanh lý với giá là 35.000 thôi. Còn như bác nào mà lấy kéo xám thì giá của nó là 80.000. Kéo xám thì 80.000, còn như bác nào mà lấy cái kéo nhỏ nhỏ này thì giá chỉ có 15.000 này. Kéo xám này là giá là 80.000 này. Đấy, kéo này là kéo đa năng rồi. Đấy, nhiều chức năng này, kẹp cổ gà, cạy lông bia này, cào vảy cá này. Đấy, ok chưa? Đấy, cái này thì giá là 80.000 các bác nha. Còn bác nào mà lấy kéo nhỏ này thì giá là 15.000 thôi. Đấy, quá rẻ luôn. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác này. Đấy, tông đơ này, tông đơ chắn viền này, tông đơ cắt tóc này giá chỉ có 70.000 thôi các bác nha. Cái này là cũng là pin 3.7V kèm theo cái sạc như thế này. Đấy, giá chỉ có là 70.000 thôi. Thước lavo này, đây, thước lavo các bác nha, thước tên là có thước thủy, ở đây thì có thước dây này, ở ngang đây là sẽ có thước mét nữa này. Đấy, ok chưa? Mình có đèn để chiếu luôn các bác nha. Đấy, thước lavo này thì giá chỉ có là 80.000 thôi các bác nha. Thước laser, thước lavo ấy. Đấy, giá chỉ có là 80.000 một cái thôi các bác anh chị mình. Đấy, cực kỳ bèo luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Qua tiếp bên này cho các bác này. Đấy, đũa Hàn Quốc các bác nha. Đũa Hàn Quốc này thì 30.000 một đôi thôi các bác nha. Đũa Hàn Quốc này 30.000 một đôi này. Xẻng này, xẻng cuốc này, đây. Cái này thì vừa làm xẻng được vừa làm cuốc được. Các bác nào mà hay đi du lịch picnic ấy thì các bác có thể cầm theo này. À, hoặc là các bác làm vườn ở nhà mà làm vườn nhỏ ở trong
ở trong hộp xốp thì các bác có thể sử dụng cái này để làm rau các bác nhá. Cái này thì có chế độ mở bia này, có chế độ cưa này. Đấy, cái này thì thích hợp cho các bác nào hay để lên xe ô tô. Giá chỉ có là 55.000 một cái thôi. 55.000 một cái thôi các bác nhá. Rồi chuyển qua bên này này. Hộp đựng thức ăn các bác nhá. Hộp này thì có hộp lớn, hộp bé này. Đấy. Từ hộp bé cho đến hộp lớn. Và hộp này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 39.000 thôi. 39.000 đấy, quá rẻ luôn các bác nhá. 39.000 đấy, cực kỳ rẻ. Chuyển tiếp qua bên này cho các bác này. Đây, máy cào râu các bác nhá. Đây, máy cào râu này thì giá chỉ có là 125.000 thôi các bác nhá. Máy cào râu này giá là 125.000. Còn bên này bên em giới thiệu đến cho cô bác anh chị mình này, cái bộ rắc hơi từ bé cho đến lớn. Cái này thì bác nào mà hay đi rắc hơi mà ngoài muốn mà bất tiện quá thì các bác có thể rắc hơi ở nhà cho em. Đấy, giá chỉ có là 70.000 thôi. Còn đây là bóng đèn xoay. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các bác nha. Giá chỉ có là 50.000 một cái đèn bóng đèn xoay này thôi các bác này. Đây, 50.000 thôi các bác nha. Các bác cắm điện 220V vào cho em, cực kỳ tiện. Rồi, qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Bình đựng nước này. Đây, cái này là bình giữ nhiệt đựng nước các bác nhá. Quán xá hoặc ở nhà mà đông người quá thì các bác có thể pha trà bỏ vào đây cho em. Đấy, pha trà bỏ vào đây cho em nhá. Bình 8 lít thì giá là 220, mà còn bác nào mà lấy bình 10 lít thì giá là 250.000 các bác nhá. Bình 10 lít thì 250, còn bình nhỏ thì 220.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình. Đấy, bộ dao này. Đây, dao các bác nhá. Đấy, bộ dao của Nhật này. Cái này thì có 3 dao, một cái ruộng, một cái kéo và cái để dắt dao nữa. Giá chỉ có là 160.000 thôi các bác nhá. 160.000 này. Đấy, quá rẻ luôn. Còn bên này là máy hàn các bác nhá. Máy hàn 250 MMA 250. Đấy, con này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 1.050.000 thôi các bác nhá. 1.050.000 này. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Còn đây là máy phun sơn Deathmark, hàng công ty chính hãng các bác. Đấy, cái này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 450.000 thôi. 450.000 các bác nhá. Công suất là 800W, giá chỉ có là 450.000. Đấy, giá cực kỳ bèo luôn. Còn đây là bếp nướng. Đấy, bếp nướng bằng điện các bác. Đấy, cái này bác nào mà nhu cầu nướng thịt thì các bác có thể mua cái bếp nướng này về, cực kỳ tiện, dễ vệ sinh các bác nhá. Giá chỉ có là 200.000 thôi các bác. Đấy, cực kỳ bèo luôn, giá là 200.000 này. Còn đây là đèn pin sinh tồn các bác nhá. Cái này thì có bút này, có đèn pin này, có còi này. Đấy, có la bàn này, nói chung là có rất nhiều luôn. Đấy, có dao này. Đấy, có rất nhiều luôn các bác nhá, đèn pin này. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Đấy, bác nào nhu cầu cái bộ đèn pin sinh tồn này thì giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nhá. 150.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy, 150.000 các bác nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác này. Đây, đây là dây điện. Dây điện này thì nó xoay các bác nhá. Dây điện xoay, cái này thì phía trong này là 10m các bác. Phía trong này là 10m này. Đấy, dây điện xoay giá chỉ có là 75.000 một cái. 75.000. 10m dây các bác nhá, 10m dây. Qua tiếp bên này này, kho nhiệt các bác nhá. Đây là kho nhiệt DH, hàng chính hãng, công suất là 2000W, giá chỉ có là 370.000 các bác nhá. Kho nhiệt này kèm theo một cái đầu để các bác muốn kho nhỏ thì các bác có thể nắp nó vào được kho nhỏ này. Còn như bác nào mà nhu cầu về kho của ta lông này, đây, kho của ta lông này thì giá chỉ có là 260.000 thôi các bác nhá. Kho ta lông này giá là 260.000 này, cực kỳ bèo luôn. Đấy, kho của ta lông các bác nha. Rồi chuyển qua bên này cho cô bác anh chị mình. Đấy, máy rửa xe pin. Cái này thì đi kèm sẽ có một pin 5 cell và một máy và dây. Nói chung là mua về là chỉ có sử dụng thôi. Đấy, máy rửa xe pin này thì em thanh lý với giá là 260.000 các bác. Đấy, 260.000, đấy, giá cực kỳ rẻ. Còn qua bên này bác nào mà hay đi du lịch picnic thì các bác có thể sắm ngay xem cái bếp ga mini này. Bếp ga mini này thì giá chỉ có là 85.000 thôi các bác nhá. Bếp ga mini này giá là 85.000 này, cực kỳ bèo luôn này. Đấy, ok chưa? Đấy, các bác có thể gấp gọn lại và đi du lịch cho em nhá. Giá chỉ có là 85.000 thôi. Còn tiếp bên này cho em này, đây là cái bộ tip này. Tip 8 đến 24, tip dài các bác nhá, tip đen, tip dài này, gấp gọn lại này. Giá chỉ có là 130.000 thôi cô bác anh chị mình, 130.000 các bác nhá. Đấy, còn đây là bộ sửa
sửa vít sửa điện thoại các bác nhá, bộ vít sửa điện thoại giá chỉ có 25.000 một bộ thôi. Đấy, vít sửa điện thoại này giá là 25.000. Đầu xịt tăng áp. Đây, cái này thì các bác đấu vào trong cái vòi nước của mình. Đấy, để tăng cái áp nước giá chỉ có là 75.000 một bộ. Đấy. Còn đây là mài dao ba khe, bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 25.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, mài dao ba khe là 25.000 các bác nhá. Đấy, còn đây là dao rọc giấy. Dao rọc giấy này thì em thanh lý có 10.000 thôi. Còn đây là xạ thơm quần áo này. Xạ thơm quần áo các bác nhá, giá chỉ có là 20.000 một lọ các bác nhá. Xạ thơm quần áo là 20.000 này. Găng tay làm vườn. Cái này thì sẽ có một cái găng, một bên là không có cái móng này và một bên là sẽ có cái móng này các bác nhá. Và một bộ găng tay làm vườn này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 20.000 thôi. Đấy, bộ găng tay làm vườn là giá là 20.000, một bên là có móng và một bên không móng, để mình một bên là tay cầm và một bên là mình để mình cào các bác nhá. Giá chỉ có là 20.000 thôi. Rồi còn bác nào nhu cầu về cắt ống nước ạ? À, đây kéo cắt ống nước đây cô bác anh chị mình. Giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, làm xích tròn này, đây. Làm xích tròn này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 55.000 thôi các bác nha. Làm xích tròn 55.000 này. Đấy, hộp quạt Zippo đây các bác nha. Hộp quạt Zippo này thì bên em thanh lý với giá là 30.000 các bác nha. Các bác về bơm xăng vào này. Đấy, các bác về bơm xăng vào các bác xài là ok các bác nha. Giá chỉ có là 30.000 thôi. Rồi qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình. Bác nào có nhu cầu về cắt gạch ạ, đây là cắt gạch DH hàng chính hãng các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 560.000 thôi. Con này thì công suất của nó là 1650W. Còn đây là bào gỗ này, bào gỗ của May Tanh, hàng này hàng chính hãng, giá chỉ có là 780.000 thôi các bác nhá. 780.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây. Có bác nào có nhu cầu về bộ khóa Zeti ạ? Đây, bộ khóa Zeti này là từ 8 cho đến 24. Bên em thanh lý với giá chỉ có là 230.000 thôi các bác nha. Đấy, bộ khóa Zeti, máy xay khô này. Đấy, máy xay khô thì các bác anh chị mình về có thể xay tỏi, xay ớt, nói chung là xay muối, nói chung cái gì có đồ khô là các bác anh chị mình có thể bỏ vào đây xay. Đấy, giá chỉ có là 130.000 thôi các bác nha. Đấy, 130.000. Còn đây là máy đi vừa xay vừa nấu ngũ cốc các bác nha. Đấy, vừa xay vừa nấu ngũ cốc luôn. Giá chỉ có là 380.000 thôi các bác nha. 380.000 này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình. Đây, đây là tông đơ cắt tóc các bác nha. Tông đơ cắt tóc loại này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nha. Tông đơ cắt tóc này giá chỉ có là 150.000. Còn đây là ấm đựng nước này, cái bình đựng nước này, mỏ vịt nhá. Các bác ghi cho em là bình đựng nước mỏ vịt giá chỉ có là 90.000 thôi. Bình đựng nước mỏ vịt này giá là 90.000. Còn đây là kìm bấm chết này của Nhật Bản này. Hàng này hàng siêu ngon rồi. Đấy, giá chỉ có là 140.000 thôi các bác nha. Đấy, còn đây là đèn pin đổi đầu hàng của Nhật Bản các bác nha. Đèn này là 3 bóng này. Cái này thì pin này là pin sạc các bác nha. Giá chỉ có là 125.000 thôi các bác nha. 125.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình. Đèn ốp cổng này. Đấy, đèn ốp cổng các bác nha. Người đi qua thì nó sẽ sáng các bác nha. Đấy, cái này thì bằng sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, cái này thì trang trí cổng, trang trí nhà cửa. Đấy, giá chỉ có là 85.000 thôi. Còn bác nào mà nhu cầu mà đèn giả cam này, hay đèn giả cam này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 100.000. Có rơ móc điều khiển và đặc biệt là nó không có dùng điện mà nó sử dụng bằng năng lượng mặt trời các bác nhá. Giá là 100.000 các bác nhá. Đấy. Chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình. Cái bồ ấm trà đảo này. Đây, ấm trà đảo các bác nhá. Cái này là đựng trà này, kèm theo 6 cây ly này. Đấy. Và khay này. Đấy. Và cái ấm này giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, chuyển tiếp bên này cho cô bác anh chị mình. Ấm Komi các bác nhá. Ấm Komi này, ấm siêu tốc Komi, giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, ấm siêu tốc Komi là 140.000 này. Còn đây là đèn quạt để đi picnic đi chơi các bác này. Đấy, cực kỳ mát luôn. Các bác kéo lên là các bác làm đèn cho em các bác nhá. Kéo lên là làm đèn này. Đấy. Cái này thì mình có thể sạc được cả điện thoại luôn các bác nhá. Đấy, cái này sử dụng bằng năng lượng mặt trời hoặc là các bác có thể sạc trực tiếp điện 220V vào cho em để tích trữ điện này. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Đấy, giá chỉ có là 100.000 một cái thôi các bác nha.
100.000 một cái này. Tiếp tục chuyển qua này, đây là bộ lục giác này. Đấy, bác nào nhu cầu về lục giác Kapushi của Nhật thì giá chỉ có là 120. Còn nếu như bác nào mà lấy lục giác Zeti ấy thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nha. Đấy, lục giác Zeti thì giá là 50.000 thôi các bác này. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Đấy, 50.000 thôi. Rồi qua bên này cho cô bác anh chị nhìn tiếp này. Đấy, các bác nào nhu cầu về máy hút bụi thổi bụi của Kutan, hàng này của công ty trên đồng 100% luôn. Đấy, hút thổi bụi Kutan các bác nha. Đấy, giá bên em đang bán với giá chỉ có là 200.000 thôi. 200.000 thôi cô bác anh chị mình, quá rẻ luôn các bác nha. Đấy, hút thổi bụi Kutan này giá là 200.000 này. Rồi chuyển qua bên này. Chuyển qua bên này cho cô bác anh chị mình. Máy massage này. Massage, đây là gối massage các bác nha, có sung xung đèn luôn. Đấy, cái này thì nó sẽ có nhiệt độ luôn các bác này. Đấy, cái này thì giá là 280.000 các bác nha. 280.000 này, quá rẻ luôn. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác này. Đây, bác nào mà hay tưới cây với lan với cảnh thì các bác làm cho em cái bình 2 lít này cho em nhé. Cái bình này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 60.000 thôi. 60.000 thôi các bác anh chị mình. Còn đây là bộ thìa này. Này, bộ thìa inox 246 cái các bác nhá. Giá chỉ có là 55.000 thôi các bác nhá. Đấy. Còn đây là ống nhòm này. Đây, ống nhòm một ống các bác nhá. Ống nhòm một ống giá chỉ có là 120.000 thôi các bác anh chị mình. Ống nhòm một ống là 120.000 này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình, máy xay thịt, xay tôm, xay cua, xay cá này. Đấy, con cái này thì nó có hai chế độ máy nhẹ 1, 2 đây các bác nha. Muốn xay chậm thì 1, mà nhanh thì 2 các bác nha. Giá chỉ có là 150.000 thôi các bác này, 150.000 này. Đấy, chuyển tiếp bên này cho các bác anh chị mình. Đây là nồi cơm điện 1 lít. Đấy, nồi cơm điện 1 lít này thì giá chỉ có là 380.000 thôi. Đấy, còn đây là ấm siêu tốc này. Đây, ấm siêu tốc này. Này các bác cúc cu các bác nha. Cái này giá chỉ có là 130.000. Còn bác nào mà lấy ấm siêu tốc cúc cu thủy tinh thì giá là 150.000 các bác nha. Còn nếu như các bác mà lấy cái ấm để nấu bình thường ấy, không phải là siêu tốc ấy, thì đây là các bác ghi là ấm inox thì giá chỉ có là 45.000 thôi cô bác anh chị mình. 45.000 các bác nha. Đấy, quá rẻ luôn các bác này. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em vào số hotline em có ghi ở phía trên màn hình các bác nha. Còn bác nào mà lấy cái ấm giữ nhiệt này, đây ấm giữ nhiệt này thì giá là 150.000 các bác nha. Ấm giữ nhiệt thì giá là 150.000. Rồi chuyển tiếp qua cho các bác bên này này. Đây, đây là cân tiểu ly các bác nha. Cân tiểu ly này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 70.000. Cái này thì 10 kg. Còn bác nào mà lấy, các bác nào mà lấy 5 kg thì giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nha. 5 kg là 50.000. Chuyển tiếp bên này cho các bác anh chị mình. Đây là nồi lẩu các bác nha. Nồi lẩu vừa hấp 2 trong 1 này. Đấy, giá chỉ có là 220.000 thôi. Còn bác nào mà lấy dành cho một người ăn này. Đây, một người ăn đây các bác nha. Đấy, vừa lẩu vừa hấp một người ăn thì giá là 95.000. Chuyển tiếp bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Bộ màu các bác nha. Đây, bộ màu đây. Bộ màu này thì 150 chi tiết các bác có thể mua về tặng con cái mình hoặc cháu chắt mình nhá. Giá chỉ có là 80.000 thôi. Đấy, bộ màu này 150 chi tiết giá là 80.000 này. Chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình, bếp từ Tarawa giá chỉ có là 280.000 các bác nha. Bếp từ Tarawa này 280.000 này. Còn đây là máy cắt cỏ này. Đây, máy cắt cỏ chạy pin các bác nha. Sẽ đi kèm là có các lưỡi này, lưỡi này và một pin 10 cell các bác nha. Kèm theo một pin 10 cell và máy này giá chỉ có là 560.000 thôi các bác nha. 560.000 này. Rồi bên này em giới thiệu đến cho cô bác anh chị mình cái lô viết này. Đây, viết mực các bác nha. 2.000 một cái thôi, giá cực kỳ bèo luôn. Đấy, 2.000 một cái này. Đấy, đây là chổi quét trần nhà này. Chổi quét trần nhà thì cái này thì em thanh lý với giá là 70.000. Còn đây là gấp rác này. Đây, gấp rác thông minh các bác nha. Giá chỉ có là 20.000 một cái thôi. Đấy, cực kỳ rẻ luôn các bác này. Đấy, gấp rác thông minh thì giá là 20.000 một cái này. Rồi tiếp tục qua bên này em giới thiệu tiếp cho cô bác anh chị mình.
Đấy, rất nhiều sản phẩm thì các bác anh chị mình có thể lựa chọn nhé. Đấy, bác nào mà đang còn có nhu cầu về máy khoan gia đình thì các bác sắm ngay cho em cái bộ khoan này. Bộ khoan này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 450.000 một bộ thôi. Đi kèm là sẽ có mùi khoan đầu vít này, thước mét này, đấy, mỏ lết này, búa này, kìm này, đấy, rất nhiều luôn. Máy khoan này là máy khoan 13 ly, giá chỉ có là 450.000 thôi các bác anh chị mình nhé. 450.000 thôi, cực kỳ bèo luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Đấy, còn đây là tuýp bôi ngứa này. Đây, tuýp bôi ngứa các bác nhá. Bôi ngứa này, bác nào mà bị ngứa trong ngứa ngoài da thì các bác có thể mua cái lọ này cho em, giá chỉ có là 30.000 thôi các bác nhá, 30.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị. Đấy. Keo dán chống rột tần này. Đấy. Bác nào bị tôn bị thủng hoặc là như thế nào bị rột thì các bác có thể mua cái miếng dán này cho em nhé. Và một cái cuộn 5 phân này thì giá chỉ có là 20.000. Còn nếu như bác nào mà lấy cuộn 10 sen, đấy, 10 sen này thì giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nhá. Đấy, 5 sen thì 20, mà 10 sen thì giá là 50.000. Đấy, cực kỳ rẻ luôn. Rồi tiếp theo em qua tiếp này, bộ tip này CRV các bác nhá, 8 từ đến 24, có cần từ đồng, có nối ngắn, giá chỉ có là 150.000 một cuộn như thế này, một bộ tip như thế này thôi, 150.000. Còn đây là kẹp. Đấy, đây là thước kẹp các bác nhá. Thước kẹp này, đấy, thước kẹp này thì giá chỉ có là 120.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, còn bác nào nhu cầu về bào gọt rau củ quả thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nhá. Đấy. Còn qua bên này cho các bác anh chị mình, đấy, cưa các bác nhá. Đấy, cưa này thì bên em sẽ, khi các bác mà mua một cưa lớn Kabushi thì bên em sẽ tặng kèm thêm một cái cưa nhỏ. Cưa nhỏ 270mm cũng đấy, của Nhật luôn các bác nhá, hàng này hàng Nhật hết. Đấy, cưa của Nhật này. Đấy, cưa Kabushi này giá chỉ có là 120.000, các bác phải có một cái cưa lớn và một cưa bé. Còn bác nào mà nhu cầu về cưa gập này, cưa gập của Nhật Toyama này thì giá chỉ có là 75.000 thôi các bác nhá. Cưa gập Toyama là 75.000 này, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em này. Còn đây là bẫy chuột các bác nhá. Bẫy chuột này thì bên em đang thanh lý với giá là 15.000 một cái thôi. Gạt tàn thuốc đây cô bác anh chị mình. Gạt tàn thuốc thì giá là 30.000 một cái các bác nhá. Đấy. Gạt tàn thuốc là 30.000 một cái. Chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, máy cạo râu các bác nhá. Đây, máy cạo râu này. Đấy. Cái này thì cắm sạc ở đây luôn các bác nha. Các bác đẩy cái này ra là các bác cắm sạc được rồi. Các bác muốn tỉa râu dài thì các bác đẩy cái này ra này. Đấy. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 100.000 một cái thôi các bác nha. 100.000 một cái này. Rồi, còn đây là miếng lọ dán nứt tường, tường bị nứt thì giá chỉ có 25.000 một típ như thế này thôi. 25.000 một típ này. Đấy, quá rẻ luôn, cực kỳ bèo luôn các bác nha. Đấy, cạo râu này. Đây, máy cạo râu nhỏ nhỏ xinh xinh các bác có thể bỏ túi nhá. Ai dong các bác nha, giá chỉ có là 80.000 thôi các bác nha. Đấy, máy cạo râu thì giá chỉ có là 80.000 này. Cắt tỉa lông mũi này, bên em thanh lý về giá chỉ có là 40.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em qua tiếp này. Mỏ lết này, đây em có về một cái lô mỏ lết này. Mỏ lết này thì em thanh lý với giá chỉ có là 95.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, mỏ lết thì em thanh lý với giá là 95.000. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, bộ cào râu bằng tay các bác nha. Cái này thì giá chỉ có là 50.000 thôi. Trong này ta có tận 36 lưỡi các bác nha. 36 lưỡi này, giá chỉ có là 50.000 thôi. Qua bên này tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Khăn tắm Hàn Quốc các bác nha. Khăn tắm Hàn Quốc bên em thanh lý với giá chỉ có là 30.000 một cái khăn tắm Hàn Quốc thôi. Cực kỳ rộng luôn. Rồi tiếp theo em liên qua tiếp cho các bác này. Đây là lan sức 4 inch. Lan sức 4 inch sẽ có 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy. Pin là pin 5 cell các bác nhá. Pin 5 cell giá chỉ có là 350.000 thôi các bác nhá. Đấy, 350.000 thôi này. Quá rẻ luôn. Rồi tiếp tục bên này cho các bác anh chị mình kéo cắt gà này. Đây, kéo cắt gà các bác nhá. Kéo này thì bên em thanh lý với giá là 120.000. Còn đây là mũi khoét này. Đây, mũi khoét các bác nha. Mũi khoét này thì giá chỉ có là 150.000 một bộ thôi. 2, 4, 6, 7, 8, 9 9 cái mũi. Đấy, mũi khoét các bác nha. Còn đây là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì bên em có 2 loại. Đấy, một loại là 50.000 và một loại thì là 120.000 các bác nha.
Đấy, một loại là 120, còn loại này là 50.000 này. Đấy, bác nào chốt loại nào thì các bác cứ nói em này. Đấy. Rồi, tiếp tục qua bên này em giới thiệu đến cho các bác anh chị mình. Bác nào có nhu cầu về khoan pin 10 ly Kento. Đấy, 10 ly các bác nhá. Khoan pin 10 ly xám, các bác ghi cho em là khoan pin 10 ly xám ba, giá chỉ có là 395.000 thôi. Đi kèm là sẽ có hai pin, một sạc và một thân máy kèm theo phụ kiện, giá chỉ có là 395.000. Còn đây là đầu chuyển cơ lỏng, đầu chuyển cơ lỏng từ khoan sang đầu chuyển cơ lỏng nhá, giá chỉ có là 110.000 thôi các bác anh chị mình. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này, bình xịt nhớt này. Bình xịt nhớt này thì em thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi các bác nhá. Bình xịt nhớt là 35.000 này. Bài vàng này, đây, bài vàng các bác nhá. Bác nào mà hay mê đánh bài thì các bác có thể mua bộ bài vàng này về xài các bác nhá. Này, giá chỉ có 35.000 một bộ thôi cô bác anh chị mình. Đấy, quá rẻ. Còn đây là thân máy mài này. Thân máy mài này thì em thanh lý với giá chỉ có là 350.000 thôi. Đấy, thân máy mài là 350.000 này. Còn qua tiếp bên này này. Vít mài hơi các bác, à mài này là mài lụa các bác nhá. Bộ mài lụa này hàng công ty chính hãng, có rất nhiều đầu này. Đấy, rất nhiều đầu luôn. Đấy, và cái bộ mài lụa này thì bên em thanh lý với giá là 450.000 các bác nhá. 450.000 với cái bộ mài lụa này. Đấy, quá rẻ luôn các bác nhá. Bộ mài lụa này giá là 450.000 này. Còn đây là đĩa này. Đây, đĩa các bác đựng hoa quả các bác này. Nếu như các bác mà đi thờ cúng thì các bác có thể đựng cái đĩa hoa quả này lên cho em này. Đấy, đĩa đựng hoa quả giá chỉ có là 75.000 thôi. Còn đây là ke hàn. Ke hàn này thì bên em thanh lý với giá là 40.000 một cái này. Còn đây là keo này. Keo này các bác nhá. Keo dán đa năng 25.000 một típ này. Còn bác nào nhu cầu về miếng dán ruồi này, đây, miếng dán ruồi các bác nhá. Trong này là sẽ có 10 tấm. Đấy, và một bịch như thế này bên em thanh lý với giá chỉ có là 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá. Đấy, còn bác nào có nhu cầu về cưa của BCM, đấy, hàng này cũng là hàng của Nhật, 350ml, giá chỉ có là 65.000 một cái thôi các bác nhá. 65.000 một cái thì quá rẻ luôn. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình này. Đấy, thùng các bác nhá. Thùng thì bên em sẽ có từ thùng nhỏ cho đến thùng lớn. Thùng nhỏ cho đến thùng lớn các bác nhá. Thùng nhỏ loại này này thì giá chỉ có là 60.000 thôi. Cái này thì các bác đựng đồ nghề này. Đấy, cực kỳ tiện luôn các bác nhá. Đựng đồ nghề cực kỳ tiện luôn, giá là 60.000. Đấy, còn nếu như các bác chuyển sang thùng đỏ này. Đấy, thùng đỏ thì nó có tận 3 size này. Đây, 1, 2, 3 này. Đấy, size nhỏ nhất thì giá chỉ có là 150.000 thôi. Còn size lớn này, size lớn này nó tầm 40 các bác nhá. Đấy, tầm 40 này. Đấy, giá là 190. Còn cái size bự nhất này, đây, bự nhất là tầm 5 mấy ấy, thì giá của nó là 250.000. Đấy, bác nào chốt thùng nào thì các bác cứ liên hệ cho em này. Rồi chuyển tiếp qua cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây là bộ mùi khoét này. Đây, bộ mùi khoét các bác nha. Mùi khoét 12 ly. Đấy, mùi khoét 12 ly giá là 280.000. Đấy, còn bác nào mà nhu cầu về máy đánh trứng này. Máy đánh trứng Sonaki các bác nha. Máy đánh trứng Sonaki cái này thì giá chỉ có là 230.000 thôi các bác nha. Máy đánh trứng này thì giá là 230.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình này. Đây, có bác nào có nhu cầu về đèn đổi đầu một bóng ạ? Đèn đổi đầu một bóng này thì giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nha. Đấy, đèn đổi đầu một bóng là giá là 50.000. Còn đây là xịt RP7. Lò này, cái này thì các bác xịt chống reset. Loại này thì loại nhỏ thì bên em bán 30.000. Còn bác nào mà lấy loại lớn này thì giá là 50.000 các bác nhá. Lò lớn là giá là 50.000 này. Còn đây là xịt chống thấm này. Xịt chống thấm này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 một lọ thôi. Đấy, xịt chống thấm là 30.000 một lọ này. Quá rẻ luôn cô bác anh chị mình. Chốt sản phẩm nào thì liên hệ ngay cho em. Rồi qua bên này tiếp cho cô bác anh chị mình. Đây là cái bộ rùa. Đấy, mài rùa các bác nhá. 2, 4, 5 cái giá chỉ có là 95.000 thôi. Bộ rùa này giá là 95.000 này. Khó ga này. Đấy, khó ga của Nhật này. Kho ga Nhật này thì bên em thanh lý với giá là 65.000 cô bác anh chị mình. Còn bác nào mà lấy kho ga đỏ này, kho ga đỏ này thì giá chỉ có là 40.000 thôi các bác nhá. Kho ga đỏ là 40 và kho ga Nhật này thì giá của nó là 90 nè. Giá là 65.000. Đấy, quá rẻ luôn.
Đấy, còn chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mụ khoan tháp này. Mụ khoan tháp này bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 90.000 thôi các bác nhá. Đấy, mụ khoan tháp là 90.000. Còn đây là đá mài hai mặt. Đấy, đá mài các bác nhá, đá mài này thì hai mặt. Giá chỉ có là 55.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình, em có về một cái lô máy mài này khoan các bác nhá. Lô máy mài này ATC thì giá là 240 này, 240.000 một máy này. Còn bác nào mà lấy khoan thì giá chỉ có là 260.000 một máy thôi các bác nhá. 260.000 một máy này cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Đấy, còn đây là hút xăng dầu, hút rượu này, giá chỉ có là 35.000 thôi cô bác anh chị mình. 35.000 thôi, giá cực kỳ bèo luôn. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình, dây dù các bác nhá. Dây dù này thì giá là 10.000 một sợi này. Dây dù là 10.000 một sợi này. Nồi cơm điện này, hai. Nồi cơm điện 1.8L bên em đang thanh lý về giá là 520.000 các bác nhá. Đấy, nồi cơm điện 1.8L thì giá là 520.000 này. Rồi qua tiếp bên này cho các bác anh chị mình. Máy mài mai tanh các bác nhá. Cái này thì bên em sẽ tặng kèm thêm 10 cái lưỡi cắt nữa, công suất là 850W. Cái này thì có điều tốc trên lưng như thế này, tặng kèm 10 đá cắt và một bút thủ điện, giá chỉ có là 350.000 thôi. 350.000 thôi các bác nhá. Đấy. Rồi có bác nào nhu cầu về kính hàn điện tử ạ, giá chỉ có 120.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Kính hàn điện tử thì giá là 120.000. Rồi tiếp tục chuyển qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây. Có bác nào nhu cầu về chảo ạ? Đây. Chảo các bác nhá, chảo tổ ong nhá. Chảo tổ ong này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em là thắt lưng da cá sấu các bác nhá. Thắt lưng da cá sấu này, nhìn các bác nhìn cái mặt quá đẹp luôn. Hàng này hàng nhập khẩu các bác nhá. Đấy. Cái này thì bên em đang bán với giá là 150.000. 150.000 thôi cô bác anh chị mình, các bác có thể mua về làm quà hoặc là các bác có thể sử dụng này, có cái hộp cực kỳ mê ly luôn. Đấy, ok chưa? Đấy, làm quà thì quá tuyệt vời. Đấy, giá chỉ có là 150.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi chuyển tiếp bên này cho em các bác nha. Đấy, bếp hồng ngoại này, đây cực kỳ đẹp luôn các bác nha. Cái này thì các bác về không bị kén nồi, nồi nào các bác cũng nấu được hết. Có hai tay cầm này. Đấy. Cái này thì bác nấu ăn hoặc là các bác ăn lẩu, nói chung quá tiện luôn. Đấy, nướng này, BBQ này. Đấy, nấu súp này, nói chung là rất ok luôn. Và cái bếp hồng ngoại này thì bên em đang bán với giá là 450.000 các bác. Đấy, bếp hồng ngoại giá là 450.000. Còn qua đây cho em này. Đây, cái hôm nay có về một cái siêu phẩm nồi gang các bác nhá, cực kỳ nặng luôn các bác ạ. Đấy, hàng này cực kỳ nặng luôn. Nắp thì nắp gỗ, cái này các bác về mà kho cá là quá ok luôn. Đấy, nồi gang này, nắp gỗ các bác nhá. Đấy, bên em đang bán với giá chỉ có là 200.000 một thôi. Đấy, 200.000 một cái nồi gang các bác nhá. Đấy, rộng của nó cũng phải tầm 24-25. Đấy, quá rộng. Đấy, các bác có thể mua về để kho cá này, quá chuẩn luôn. Giá chỉ có là 200.000 thôi các bác. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em. Đây, đây là đèn trang trí này các bác nhá. Các bác đi ra ngoài picnic thì các bác có thể sử dụng đèn này, hoặc là các bác có thể trang trí sân vườn cho em nhá. Hết điện thì các bác sạc điện cho em. Giá chỉ có là 120.000 thôi. Đấy. Đấy, 120.000 thôi các bác nha. Các bác có thể trang trí ngoài sân vườn hoặc là đi picnic ra ngoài. Đấy, cầm một cái đèn này đi là quá ok luôn. Chuyển qua bên này cho em này. Đây là miếng mài bóng này, đánh bóng của đá hoa cương các bác nha. Đánh bóng hoa cương thì cái này thì hàng này thì bên em sẽ thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá là 10.000 3 tấm. Đấy, 10.000 3 tấm đánh bóng hoa cương các bác. Qua tiếp cho các bác anh chị mình nhá. Đế chuyển máy khoan và đế chuyển máy cắt cô bác anh chị mình nhá. Đấy, đế chuyển máy cắt này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 250.000 thôi. Đấy, còn máy mài thì cô bác anh chị nào mà nhu cầu mua máy mài nào thì cô bác có thể liên hệ ngay cho em nhá. Còn như là đế chuyển này, em lắp cái máy mài vào tượng trưng cho cô bác anh chị mình xem thôi. Đấy, đế chuyển này thì giá chỉ có là 250.000. Còn như bác nào mà nhu cầu đế chuyển khoan này, đế chuyển khoan thì giá là 280.000 cô bác anh chị mình nhá. Đế chuyển khoan giá là 280.000 này. Tiếp theo em qua cho cô bác anh chị một cái dòng máy thổi bụi công nghiệp cô bác anh chị mình. Và cái dòng này là dòng điện các bác nhá. Điện các bác này, cái này thì dây dài của nó là tận 5m các bác nhá. Dây dài là tận 5m và có điều tốc ở đây luôn. Giá chỉ có là 960.000 thôi.
960.000 thôi các bác nha. Hàng này là hàng chính hàng của Hukan. Đấy, 960.000 cái này thì các bác mua về thổi lá thoải mái cho em đấy. Cái này là thổi bụi công nghiệp, công suất là 3.500W các bác nha. 960.000 thôi, đấy, cực kỳ lớn luôn. Đấy, bác nào nhu cầu về thổi bụi công nghiệp này thì các bác có thể sử dụng cái dòng này cho em. Đấy, cực kỳ rẻ các bác nha. Đấy, còn như bác nào mà nhu cầu về cái dòng mà thổi bụi của Hukan này, cái loại nhỏ này, thì các bác có thể sử dụng cái loại này cho em này. Đấy, cái loại này thì các bác vừa hút vừa thổi cho em nhá. Vừa hút, hút thì các bác quay cái đầu này vào đây cho em này. Còn nếu như các bác thổi thì các bác lắp vào đây cho em nhá. Cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 340.000 thôi. 340.000 thôi các bác anh chị mình. Đây, 340.000 là như thế này các bác nhá. 340.000 thổi bụi Hukan các bác này, 340.000. Giới thiệu đến cho cô bác anh chị mình Box 226 các bác nhá. Cái dòng này thì là ba chức năng này, khoan này, khoan búa và búa này. Dây thì dây dài này, công suất của nó đây các bác nhá. Đây, công suất của nó là 800W các bác. Đấy, cái này thì đục khoan, đấy. Đục và khoan, khoan đục này, đấy. Giá chỉ có là 650.000 thôi cô bác anh chị mình, nó là sẽ nguyên hộp như thế này cho các bác nhá. Đấy, nguyên hộp như thế này khi các bác nhận hàng này, 650.000 thôi. Qua bên này cho cô bác anh chị mình là một cái bộ mài lụa Deadmark các bác nhá. Hàng này là hàng công ty chính hàng các bác, có phiếu bảo hành chính hàng của công ty luôn cô bác anh chị mình. Đợt này thì em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 450.000 thôi các bác nhá. Và cái dòng này thì có điều tốc ở đây luôn các bác này. Đấy, phụ kiện đầy đủ luôn cô bác anh chị mình nhá. Các bác về có thể mài chuồng chim hoặc là nói chung các bác thích mài gì thì các bác mài nhá. Công suất của nó là 130W các bác. Đấy, các bác có thể khoan lỗ được luôn này. Đấy, khoan lỗ nhỏ này. Đấy, lầm gỗ được các bác có thể khoan được luôn này. Đấy, ok chưa? Bộ máy lụa này thì em thanh lý với giá là 450.000. Đuôi đèn cảm biến các bác nhá. Cái này thì đuôi đèn này thì các bác lắp ứng trước cổng nhà hoặc là nhà vệ sinh, khi người đi ngang qua thì nó sẽ tự phát sáng cô bác anh chị mình. Ở đây thì nó sẽ có hai nút và nút hèn dây này. Đây. Và bên này là cấp độ sáng các bác nhá. Đấy, quá ok luôn. Đấy. Và một cái đuôi đèn cảm biến như thế này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 65.000 thôi các bác nhá. 65.000 thôi. Em có lắp tượng trưng cho cô bác anh chị mình xem. Về nhà bác nào mà đang xài bóng đèn này, đây. Đấy, gặp người nó sẽ tự sáng các bác nha. Đấy, gặp người là nó sẽ tự sáng này. Đấy, đây là em lắp tượng trưng cho cô bác xem thôi. Còn bác nào mà nhu cầu mua bóng 50W này, đấy, bóng 50W các bác nhé, giá chỉ có là 50.000 thôi. Còn bác nào mà nhu cầu bóng 10W này, đấy, 10W bên em thanh lý với giá chỉ có là 15.000 thôi. Hàng này hàng công ty chính hàng hết cô bác anh chị mình nhá. Hàng này hàng công ty tiết kiệm điện này. Đấy, tiết kiệm điện trong thời buổi gọi là nắng nóng như thế này. Đấy, điện đóm thì đang còn lên cao. Đấy, giá chỉ có là 15.000 với một cái bóng tiết kiệm điện là 10W và 50.000 với bóng 50W các bác nhé. Đấy, bác nào nhu cầu chốt về đuôi đèn này, đuôi đèn thì bên em đang bán với giá đuôi đèn cảm biến này giá là 65.000 nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đây, ổ cắm các bác nhá. Ổ cắm này, ổ cắm không dây. Cái này thì các bác về mua dây và lắp vào cho em. Em chỉ bán cái bảng thôi. Ổ cắm kèm theo CP luôn. Đấy. Nếu như mà điện trục trặc nó CP nó sẽ tự ngắt cho cô bác anh chị mình. Và cái ổ cắm này thì có tận 6 lỗ các bác nhá. Đây. 6 lỗ đây. Cái loại này loại chống cháy các bác này. Đấy, quá ok luôn. Đấy, và dòng này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 95.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, kèm theo một cái CP gắn ở trên luôn. Rồi còn nếu như bác nào mà nhu cầu loại nhỏ thì các bác có thể sử dụng cái loại nhỏ này cho em. Loại này thì có 3 ổ cắm kèm theo một cái CP. Nhưng mà đặc biệt cái loại này là bằng sứ các bác nhá. Này, các cái ổ lỗ cắm như thế này là bằng sứ hết đấy. Các bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em này. Đấy, ổ cắm này là bằng sứ này. Đấy, cái này thì giá là 75.000 các bác nhá. Ổ cắm 3 lỗ sứ này các bác ghi cho em là ổ cắm 3 lỗ sứ CP nhá. Giá chỉ có là 75.000. Còn ổ cắm 6 lỗ này, 6 lỗ CP này. Đây. Đấy, giá chỉ có là 95.000. Và đặc biệt là những cái dòng này là chưa có dây các bác nhá. Các bác về mua dây đấu vào các bác nhá. Cái này thì bác nào mà đi xây dựng hay là công trình là cực kỳ thích luôn. Đấy, quá tiền lợi luôn cô bác anh chị mình. Rồi qua tiếp cho em này.
Đấy, cái đầu nối dây điện các bác nhá. Đầu nối dây điện này thì bên em đang bán chỉ có là 1.000 một cái thôi các bác này. Đấy, 1.000 một cái như thế này này. Đấy, bác nào mà nhu cầu đấu dây điện mà không cần quấn thì các bác chỉ cần đấy, cắt dây điện và nhét vào là được thôi các bác nhá. Đấy, cắt vào nhét vào là được này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 1.000 một cái đầu nối như thế này các bác nhá. Rồi, chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đây, một cái dây phích cắm này, cái này cũng là ba lỗ các bác, ghi cho em là dây phích cắm trắng các bác nhá. Cái dây này thì nó dây dài của nó thì tầm 3 mét các bác nhá. Đấy, dây này tầm dài 3 mét các bác này. Các bác ghi cho em là ổ cắm dây trắng các bác nhá, ổ cắm trắng này. Đấy, giá chỉ có là 55.000 thôi các bác nhá. 55.000. Đấy. Và đặc biệt cái dòng này này. Đây. Cái dòng cái này này thì nó chịu tải lên đến là 8.000W các bác này. Này, cái bảng này các bác nhá. Cái bảng này, cái điện này thì chịu tải lên đến tận 8.000W nên là các bác xài công trình là quá ok luôn các bác này. Rồi chuyển qua bên này cho em này. Ổ chia này. Đây, các bác nào mà ở nhà mà ổ cắm ít quá thì các bác có thể mua ổ chia bên em. Ổ chia bên em thì một cái các bác có thể chia ra làm được 3 cái luôn, 3 lỗ luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 20.000 thôi. Đấy. 20.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn các bác anh chị mình. Rồi chuyển qua bên này cho em này. Đây. Rất nhiều sản phẩm mới này. Rồi bác nào mà bóng bàn thờ mà đang còn hết thì các bác có thể, hoặc là bị cháy thì các bác có thể thay cái bóng bàn thờ cho em nhá. Một đôi bóng bàn thờ này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 15.000 một đôi như thế này thôi các bác nhá. 15.000 một đôi, cái dòng này là chống cháy, chống vỡ các bác này. Đấy, quá ok luôn. Bóng quả ớt này. Đấy, bóng bàn thờ quả ớt các bác nhá. Đấy, quá tiền, quá rẻ luôn. Rồi qua tiếp ngày hôm nay này, găng tay làm vườn này, găng tay làm vườn. Các bác thích rửa chén thì rửa, mà làm vườn thì các bác làm nhá. Và một cái đôi găng tay rửa chén làm vườn bằng cao su này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 25.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, và đôi găng tay này, đấy, các bác ghi cho em là găng tay cao su này, đấy, để rửa chén này, giá chỉ có là 25.000 một đôi này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này, đấy, đèn này, đèn đi rừng này. Cái này thì các bác bỏ trên ô tô hoặc là đi rừng cho em cũng được. Cái này thì mình vừa sạc được, vừa sử dụng được năng lượng mặt trời. Đấy, cái này thì có hai đèn. Đấy, các bác sử dụng đèn nào cũng được, đèn đầu này cũng được mà đèn phía trên này cũng được các bác nhá. Đấy, quá tiện luôn, có tay nắm tay xách đàng hoàng cho em này. Đấy, ok chưa? Và nếu như mà lỡ may điện thoại mình hết pin thì mình có thể rút ra đây và cắm sạc luôn và xài cho em luôn nhá. Giá chỉ có là 140.000 thôi các bác nhá. 140.000 thôi, quá rẻ luôn các bác nhá. Rồi chuyển tiếp qua cho em này. Đây, đau lưng đau vai này, mỏi cổ này thì các bác sắm ngay cho em một máy massage này. Massage vai cổ này, này, có tận 4 đầu. Đấy, bên em đang bán với giá chỉ có là 180.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, quá rẻ luôn các bác nhá. 180.000 thôi các bác nhá. Đấy, nó sẽ tự đấm cho các bác này. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm mà sử dụng này. Đấy, 180.000 các bác này. Đấy, rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Bác nào mà ở nhà mà có cành cây ở trên cao mà giật không xuống được thì các bác có thể mua kia kéo cắt cành, giật cành trên cao này cho em. Đấy, ngày hôm nay thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 150.000 thôi. Vừa có cưa, vừa có kéo này, cực kỳ tiện luôn. Đấy, các bác về làm một cái xào nữa là các bác lắp vào, các bác giật từ trên cao xuống, quá ok luôn. Đấy, quá tiện các bác nhá. Còn qua tiếp bên này cho em này. Dây điện 30m, có tận 1, 2, 3, 4, 4 lỗ cắm các bác nhá, 5 lỗ cắm. Bên em thanh lý với giá chỉ có là 140.000 thôi các bác nhá. 140.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy, bác nào nhu cầu về dây điện các bác nhá. Dây điện 30m giá là 140.000 các bác này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em tiếp các bác nhá. Hello, máy xây dựng Nhân Phát kính chào cô bác anh chị. Là em đây lại tiếp tục lên để xả kho thanh lý cho cô bác anh chị mình. Và đặc biệt thì ngày hôm nay thì em Nhiên về rất nhiều hàng cô bác anh chị mình nhá. Bác nào có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ ngay vào số hotline của cửa hàng bên em là 0917210707 cô bác anh chị mình nhá. Đầu like ngày hôm nay thì em giới thiệu đến cho cô bác anh chị một cái lô máy bu lông. Cái này thì em chỉ có tầm được tầm 20 con thôi các bác nhá. Cái này thì tầm 20 con thế này. Cái này thì em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình. Đấy, giá cực kỳ ưu đãi luôn cô bác anh chị mình nhá. Đấy, cái dòng bu lông này thì là đầu 2 trong 1 đây các bác nhá. Đầu 2 trong 1 và motor này là motor từ hàng không chổi than.
Đấy, Bulong Makita Motor Brooklyn các bác nha. Đấy, và đặc biệt chân này là chân pin phổ thông các bác. Đấy. Và ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 290.000 thôi các bác nhá. Đấy, 290.000 thôi, các bác không nghe nhầm đâu các bác nhá. Đấy, 290.000 này. Rồi, tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, em về một cái lô dây dù này. Này, cái này thì các bác về buộc võng hay là các bác làm dây phơi thì quá ok luôn. Đấy, cái dây phơi này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 10.000 một sợi thôi. Các bác kéo quanh nhà cho em mà rẻ quá rẻ luôn. Dây dù này, dây dù mắc võng này, dây dù phơi áo quần này. Đấy, quá rẻ luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 10.000 một sợi như thế này thôi các bác nhá. Rồi, chuyển tiếp qua bên này cho em các bác nhá. Này, bác nào mà tôn ở nhà mà mình bị dột ấy thì mình mua kia miếng dán chống dột này cho em các bác này. Đây, miếng dán chống dột. Và cái bản 5 sen này thì bên em sẽ thanh lý rẻ cho các bác với giá chỉ có là 20.000 thôi. Còn nếu như bác nào mà lấy cái bản 10 sen bản lớn như thế này này, đấy, lộ thùng lớn thì các bác lấy bản lớn cho em. Đấy, bản 10 sen này thì giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nhá. Đấy, ok chưa? Quá rẻ luôn các bác này. Rồi, tiếp tục qua bên này cho em này. Đấy, ngày hôm nay em có về 1 kg. Đây, đèn năng lượng mặt trời các bác nhá. Đây, điện bây giờ đang tăng giá thì các bác sắm ngay cho em một cái đèn năng lượng mặt trời này cho em. Đấy, cái bản năng lượng này thì các bác để ở trên trần nhà cho em. Còn như bác nào mà xài để ngoài sân thì các bác có thể bật này. Này, đây, ok chưa? Có cả remote điều khiển từ xa luôn các bác nhá. Đấy, cái này thì có cả remote điều khiển từ xa luôn. Đấy, quá tiện luôn các bác này. Giá chỉ có là 350.000 thôi. Đấy, 350.000 thôi, quá rẻ luôn cô bác anh chị mình. Ban ngày có ánh sáng là nó sẽ tự hấp thụ điện vào cho cô bác anh chị mình. Đấy, ban đêm các bác chỉ có xài thôi. Quá ok các bác nhá. Giá chỉ có là 350.000 thôi. Hàng này là số lượng có hạn nên là các bác nào nhanh tay để có hàng nhanh các bác nhá. Giá điện bây giờ đang còn tăng cao. Với là thời điểm mà bắt đầu mà nắng nóng quá thì sẽ có hiện tượng gọi là cắt điện thường xuyên. Đấy, thì các bác nên sắm cho em một cái đèn năng lượng mặt trời này. Đấy, để nó lúc nào mình cũng có điện trong nhà. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 350.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Rồi, chuyển tiếp qua bên này. Trời ơi, cái này gọi là siêu phẩm các bác này. Đấy, cái này thì đợt này em về cái dòng Kutan này, hàng này hàng của Nhật các bác nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ tự động tăng sen các bác nhá. Cái dòng này sẽ tự động tăng sen cho cô bác anh chị mình nên là các bác sử dụng là không lo sen bị trùng. Đấy, ok chưa? Và cái này thì em sẽ bán thân thôi. Đấy, bác nào mà ở nhà mà pin nhiều rồi thì các bác xài thân cho em. Đấy. Làm xích này, này cưa xích nha, thân cưa xích, các bác lưu ý cho em là thân cưa xích. Chân pin phổ thông các bác nhá. Chân pin phổ thông này, này. Cái này thì em đang thanh lý với giá chỉ có là 500.000 thôi các bác nhá. Đấy, 500.000 thôi, hàng này hàng của Nhật quá ngon luôn các bác này. Hàng này hàng của Nhật là quá ngon luôn. Lam là lam 305 này, mili này, 12 inch các bác nha. Này, thông số của nó có in trên lưỡi luôn các bác nha. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 500.000 một cái thân cưa xích như thế này thôi. Bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Rồi, chuyển tiếp qua bên này cho em. Đây, rất nhiều sản phẩm để cho cô bác anh chị mình lựa chọn nhá. Rồi, chuyển qua bên này cho em này. Rìu sói các bác nhá. Đây, rìu sói USA này. Đây. Đây, cực kỳ sắc bén. Cái này thì các bác lên rừng này. Đấy. Đốn củi chặt cây thoải mái cho em nhá. Giá chỉ có là 250.000 thôi các bác nhá. Đấy. Rìu sói này, giá chỉ có 250.000 thôi. Quá ok luôn. Rồi, chuyển tiếp qua bên này cho em này. Kéo này, này là kéo nhà bếp các bác nhá. Này, kéo Saki Nhật Bản này, này. Kéo này thì các bác ghi cho em là kéo vàng này, đấy, giá chỉ có là 35.000 thôi các bác nhá. Kéo vàng này, 35.000 này. Đấy, ok chưa? Còn qua bên này cho em này. Công tắc này là công tắc gắn vào bờ tường các bác nhá. Hoặc là nói chung là công tắc này thì phải bắt vít vào tường như thế này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 10.000 một cái thôi các bác nhá. 10.000 một cái này. Đấy, còn đây là qua tiếp này. Đây là thước lavo các bác nhá. Đấy, thước lavo các bác đây. Các bác vừa làm thước kẻ này. Đấy, ở đằng sau này có thước dây này. Trên này là có laser này. Đấy, tắt mở này, trên này thì có mực nước này.
Đấy, ok chưa? Cái này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi. 80.000 thôi các bác nhá. Rồi, chuyển qua bên này cho em cho. Đây, hàng này thì gọi là đợt này thì siêu khuyến mãi cho cô bác anh chị mình luôn. Khi các bác mua một CP, đấy, 30A, em sẽ tặng kèm cho cô bác một cái ốp như thế này luôn để che cái CP lại. Em có lắp cho các bác xem như thế này rồi này. Đây, khi mua một CP 30A, giá chỉ có 25.000, sẽ được tặng kèm thêm một cái ốp như thế này nữa. Ok chưa? Đấy, chỉ có giá đợt này nó như thế thôi các bác nhá. Đấy, giá là siêu rẻ luôn các bác này. Còn đây là móc khóa này, này. Móc khóa này thì mình có thể về cải được là cả lòng bia luôn, cải bia được luôn các bác nhá. Đấy, vừa làm móc khóa vừa làm nói chung là thú vui luôn. Đấy, có một cái dao nhỏ nhỏ phía trong nữa. Đấy, để các bác có thể cắt dây, mở bia. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 25.000 một cái móc khóa thôi các bác nhá. Rồi, chuyển tiếp qua bên này cho em. Đây, lưỡi cắt này. Đây, lưỡi cắt như thế này thì bên em bán một bịch như thế này là 25 lưỡi. Đấy, thì bên em sẽ thanh lý với giá chỉ có là 60.000 thôi cô bác anh chị mình. 60.000 các bác nhá. Đấy, còn đây là máy hút bụi thổi bụi cutan. Hàng này thì hàng của Nhật các bác. Đấy, con này thì công suất của nó là 750W. Bên em sẽ thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 200.000 thôi các bác nhá. Đấy, 200.000 thôi. Rồi, tiếp tục qua bên này cho em rất nhiều sản phẩm để cho cô bác anh chị mình lựa chọn này. Đấy, bác nào nhu cầu về sản phẩm nào thì liên hệ ngay cho em nhé. Đấy, đây là khăn tắm này. Và cái khăn tắm này thì thấm hút nước cực kỳ nhanh luôn. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc các bác nhé. Khăn tắm này thì rất rộng. Cái này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 30.000 một cái khăn tắm thôi. Đấy, 30.000 một cái thôi các bác nhé. Còn đây là thuốc chuột này. Đây, thuốc chuột các bác. Đấy, thuốc chuột này thì bác nào mà ở nhà nhiều chuột, thuốc chuột Thái Lan. Đấy, cái này thì giá chỉ có 25.000 một hộp thôi các bác nhá. 25.000 một hộp thuốc chuột Thái Lan các bác. Đấy, ok chưa? Rồi, chuyển tiếp qua bên này cho em. Cà song cà nồi các bác nhá. Cà song cà nồi giá chỉ có là 5.000 một cái thôi các bác này. Đấy, có cả tay cầm. Nên là khi các bác mà đánh song đánh nồi mà các bác yên tâm là không bị lo là bị trà vào tay đâu các bác này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 5.000 một cái thôi các bác này. Còn đây là bạc đản các bác này. Bạc đản thì bên em có hai mã 607 và 608 các bác nhé. 607 và 608 và 15.000 là một đôi các bác này. Đấy. Bạc đản thì giá là 15.000 một đôi. Bên em có hai mã các bác nhá. 607 này, 608 này. Và 15.000 sẽ được hai cái bạc đản. Đấy, các bác có thể lấy hai cái cũng được. Lấy một cái 607 cũng được mà lấy một cái 608 cũng được đấy. Nói chung là một đôi như thế này là giá là 15.000. Rồi, qua tiếp bên này cho em các bác. Đây, dây điện các bác này. Đây, dây điện các bác nhá. Dây điện 30m này. Đây, dây điện 30m này thì em đang thanh lý với giá chỉ có là 140.000 thôi các bác nhá. Đấy, 140.000 dây điện của Nhật các bác nhá. Đấy, dây điện của Nhật này giá chỉ có là 140.000. Dây điện này là 30m. Ở đầu này thì có chia ra một lỗ, hai lỗ, ba lỗ, bốn lỗ các bác nhá. Đấy. Bốn lỗ cắm cho cô bác anh chị mình thoải mái sử dụng cho em. Còn đây là ổ cắm Thái Lan này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có 6 cái lỗ cắm và 3 cái cổng USB. Lỗ ổ cắm Thái Lan giá chỉ có là 50.000 thôi. Còn nếu như các bác nào mà lấy cái ổ cắm Việt Nam này. Đấy. Ổ cắm Việt Nam các bác ghi cho em là ổ cắm trắng nhá. Ổ cắm trắng dây của nó là tầm 3m đấy. Giá chỉ có là 55.000 thôi các bác nhá. Đấy, ok chưa? 55.000. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Quạt này, quạt tích điện các bạn. Cái này thì cô bác anh chị mình đi du lịch picnic gì cũng tiết rất tiện, bỏ trong ba lô túi sách này hoặc là các bác bỏ trên bàn làm việc, bỏ trên bàn làm việc hoặc là bàn học cho em nhá, cực kỳ tiện này, có tay cầm luôn này. Đấy, ok chưa? Gập lên gập xuống thoải mái cho em này. Đấy, cái này thì nó là 2 trong 1, vừa đèn vừa quạt cô bác anh chị mình, sạc điện là sạc điện 220V. Đấy. Đây là quạt này. Đấy, giá chỉ có là 160.000 thôi các bác anh chị mình nhá. 160.000 này. Qua tiếp cho các bác anh chị mình cái dòng máy mài Futa của bác anh chị mình nhá. Đấy, con này thì công suất của nó là 980W, dùng đá 1 tấc này. Đấy. Ngày hôm nay thì em thanh lý cho các bác anh chị mình với giá chỉ có là
290.000, còn được tặng kèm thêm 5 viên đá cắt nếu cô bác anh chị mình nhá. 5 viên đá cắt và một bút thử điển với cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu về máy mài Futa thì các bác liên hệ ngay cho em nhá. Đấy, ok chưa ạ? Máy mài tay dài này, bóp này. Cưa lòng cô bác anh chị mình nhá. Cái này thì mình chuyển từ máy khoan sang các bác nhá. Đấy, đầu chuyển cưa lòng giá chỉ có là 110.000 thôi, hàng Mai Tanh chính hãng các bác. Đấy, đi kèm là sẽ có thêm là mấy cái lưỡi cưa nữa. Đấy, mấy cái lưỡi cưa nữa các bác nhá, có kèm theo 3 lưỡi nữa các bác này. Đấy. 110.000. Qua tiếp cho các bác anh chị mình nhé, khò ta lông các bác nhá, hàng này hàng công ty các bác này. Đấy, cái này thì có hai cấp độ mảnh nhẹ các bác nhá, tấc 1 và tấc 2 này. Và sẽ có các đầu để cho mình có thể thay thế để khò này. Đấy, khò nhiệt các bác nhá, giá chỉ có là 260.000 thôi. Cái này thì công suất của nó là 2000W, đấy, cực kỳ nóng luôn các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 260.000. Qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình nhá, bu lông bót hun các bác nhá. Hàng này là hàng bột led, hàng không chổi than các bác này. Đầu này là đầu đặc các bác nhá, nên là các bác có thể siết khỏe luôn. Đấy, model của máy là YVK550 bót hun, 550 newton bót hun các bác nhá, giá chỉ có là 1.250.000 thôi cô bác anh chị mình. Đi kèm là sẽ có là hai pin, một sạc và một thân máy nha các bác. Đây là bộ bát điều hoa mặt trời các bác này. Đấy, cái này là chất liệu bằng nhựa các bác này. Hàng này hàng Việt Nam. Đấy, nhựa Việt Nhật đây cô bác anh chị mình. Đấy, hàng cực kỳ gọi là đẹp luôn các bác nha. Đấy, cái này thì sẽ có 2, 4, 6 cái đĩa và một cái tô. Đấy, khi mình sử dụng là trang trí như thế này này, cực kỳ đẹp luôn. Cái này mình mua về thắp hương hoặc là trang trí bàn ăn, dọn ăn cực kỳ gọn gàng luôn các bác nha. Đấy, giá chỉ có là 200.000 một bộ thôi cô bác anh chị mình. Ngày hôm nay thì em có về một cái lô kính mát và kính lão cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào có nhu cầu về kính thì các bác có thể liên hệ ngay cho em nhé. Như kính lão thì bên em sẽ có về là một đổ này, 1,5 đổ này, 2 đổ các bác nhá. Đây, 2 đổ này. Và đây là 2,5 đổ và 3 đổ đây cô bác anh chị mình. Đấy, thì cổng kính là cực kỳ chắc chắn luôn cô bác anh chị mình. Đấy, các bác mua ngoài thị trường cũng phải 150-200.000 một cái kính như thế này. Đấy, nhưng ngày hôm nay thì bên em bán với giá chỉ có là 50.000 một kính như thế này thôi các bác nhá. Kính lão các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 50.000 một cái kính lão như thế này thôi. Có hộp và có cả miếng vải lau như thế này luôn các bác nhá. Này, có một cái hộp bóng như thế này này. Đấy, các bác bỏ vào cho sạch sẽ này. Đấy, giá chỉ có là 50.000 một kính thôi. Có kính 1 đổ, 1.5 đổ, 2 đổ, 2.5 đổ và 3 đổ các bác nhá. Còn qua bên này cho em này. Đây, bên em có về một cái lô kính thời trang các bác nhá. Đấy, có về một cái lô kính thời trang này. Mà cái này thì em cũng sẽ sale rẻ cho các bác này. Cái này các bác mà mua trên thị trường cũng phải 400-500.000 một kính các bác nhá. Đấy, 400-500.000 một kính. Nhưng mà đợt này em sẽ sale rẻ cho cô bác anh chị mình. Đấy, kính Gucci này. Đấy, em ghi là số 1 các bác nhá. Các bác nếu đặt hàng thì các bác lấy kính nào thì các bác ghi số 1, số 2 luôn cho em nhá. Đấy, hàng này hàng của Italia. Đấy, các bác nhìn này. Hàng cái gọng kính này các bác này. Đấy, ok chưa? Đấy, vì là không có vỏ hộp nên là bên em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 90.000 thôi các bác nhá. 90.000 một kính thôi. Đấy, 90.000 một kính Gucci này. Đấy, số 1 các bác nhá. Đấy, còn các bác nào mà lấy kính Gucci số 2 này. Này, số 2 các bác nhá. Các bác ghi cho em là số 2 này. Đây, em cho xem cổng kính luôn này. Đấy, ok chưa? Quá đẹp luôn, cực kỳ sang chảnh luôn này. Em cổng kính số 1 đây các bác này. Đấy, còn đây là cổng kính số 2 này. Đấy, Gucci số 2 các bác nhá. Đấy, giá cũng là 90.000 các bác nhá. Còn qua bên này này, đây là kính Audi này. Đây, kính Audi các bác nhá. Hàng này là hàng của Germany, hàng của Đức ấy. Đấy, không vỏ hộp nên em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 90.000 thôi. Đấy, 90.000 các bác nhá. Đây là số 3 các bác nhá. Còn như các bác nào mà đặt số 4 này, đây là kính Boxer này. Này, kính vuông các bác nhá. Đấy, Porsche này, kính vuông các bác này. Đấy, hàng Italia các bác nhá. Kính vuông hàng Italia này. Đấy, giá cũng là 90.000 các bác ghi cho em là số 4 nhá. Em cho các bác xem cái cổng luôn này. Này, quá đẹp luôn, sắc sảo luôn các bác nhá. Qua bên này là số 5 này. Này, kính tròn các bác này. Này, Porsche này, Porsche số 5 các bác nhá.
Đấy, các bác nào mà đặt số 5 thì các bác ghi cho em số 5 này. Đấy, kính mát số 5 các bác nhá. Đấy, còn qua đây tính này, tiếp tục này, kính Audi này. Đây, số 4 và số 5 đây các bác này. Đấy, còn đây là kính Audi là số 6 này. Đây, đây là cổng kính các bác nhá. Đấy, các bác nào. Đấy, các bác nào mà nhu cầu kính mát này, đấy, thì các bác có thể kính thời trang, các bác có thể mua ở em, giá cực kỳ bèo luôn các bác nha, 90.000 một cái thôi. Còn tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình nhá, ngày hôm nay thì bên em có về một cái lô kéo cắt cành các bác nhá, hàng này thì siêu xịn sò luôn, hàng của Nhật Bản các bác nhá. Đấy, thì kéo cắt cành này thì em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nhá. Đấy, 50.000 thôi. Qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình nhá. Đây là vít đóng này. Đấy, vít đóng tự động các bác nhá. Cái này thì các bác có thể vừa mở bu lông được luôn. Đấy, vừa mở tip được luôn các bác nhá. Đấy, vít đóng tự động này. Bên em đang thanh lý với giá là 190.000 thôi các bác nhá. Kèm theo là rất nhiều đầu để cho cô bác anh chị mình nhá thay thế nhá. Đây cô bác anh chị mình này. Đấy, ok chưa? Đã chỉ có là 190.000 thôi. Qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình nhá, cái ấm sáp các bác nhá. Cái này thì dung tích của nó là 3.0 lít. Đấy. Quá tiền lợi luôn. Cái này thì ấm siêu tốc. Đấy, các bác mà muốn đun nước thì quá ok luôn, cái dung tích này là quá lớn. Đấy, cái này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 150.000 thôi. Đấy, có giá này là giá quá rẻ luôn. Ở ngoài thị trường mà các bác mua thì cũng phải 300.000. Đấy, cái này thì hôm nay em thanh lý với giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nhé. Miếng dán massage các bác nhé. Cái này thì y chang như là châm cứu ấy. Nó thì nó chung là tầm 10-15 cm thôi. Các bác đau ở đâu thì các bác dán vào đấy và các bác massage. Cái này thì nó có 8 cấp độ các bác nhá. Nhưng mà cái chế độ mạnh của nó rất cao. Đấy, bác nào mà đau vai gáy hoặc đau lưng thì các bác mua cái này về massage cho em. Và giá thành cực kỳ bèo luôn. Bên em đang thanh lý vì giá chỉ có là 30.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, cái này hết điện thì các bác cứ sạc điện vào xài. Nói chung là dùng vĩnh viễn các bác nhá. Giá chỉ có là 30.000 thôi. Cầu về mua quạt pin này. Đây thì ngày hôm nay thì bên em sẽ sale rẻ cho cô bác anh chị mình. Thì khi các bác mà mua một thân như thế này thì bên em sẽ tặng kèm một pin và một sạc. Cái này thì các bác xài thoải mái vô tư cho em nhá, pin cực kỳ lâu luôn. Và đặc biệt thì hôm nay thì em về cái dòng này thì nó có xoay được 90 độ luôn các bác này. Đấy, nên là khi mà các bác xài này, đây thì các bác có thể ngồi ở đây và cũng có thể ngồi được bên này vì nó có thể xoay được các bác nhá. Và đợt này thì bên em sẽ thanh lý rẻ cho các bác anh chị mình với giá chỉ có là 390.000 thôi các bác nhá. Hàng này hàng chính hãng của Bosch các bác này. Đấy, ok chưa? Được tặng kèm thêm một pin 10 cell và một cái sạc bàn nữa, quá rẻ luôn. Mà với cái giá như thế này thì các bác không phải lo nữa rồi. Đấy, các bác mà đi làm ở đâu xa không có quạt điện hay là đi làm ở ngoài ấy, thì các bác có thể sắm ngay cái quạt này cho em, quá tiện lợi luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay vào số hotline em có ghi ở phía trên màn hình các bác nhé. Rồi tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Và cái dòng này thì mình có hai chế độ mạnh nhẹ đây các bác này. Cái này mà đi viện hoặc là đi như thế nào thì quá ok, hoặc là đi chơi picnic thì quá tiện luôn. Đấy, vì pin cái dung lượng cực lâu luôn. Đấy, nó có hai chế độ mạnh nhẹ, nó nằm ở sau như thế này các bác nha. Đấy, ok chưa? Rồi chuyển qua bên này cho em nhá. Bào này, đây là bào gỗ New Beat nha các bác nha. Đấy, cái hàng này thì công suất của nó là 750W. Đấy, hàng này thì em bán lâu nay rồi, cực kỳ xỉn sò luôn. Đấy, bên em đang bán với giá chỉ có là 550.000 các bác nhá. 550.000 này, đấy, quá rẻ luôn các bác này. Hàng này cũng là hàng chính hãng luôn. Rồi sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cưa đã về các bác nhá. Đây, cưa BCTM. Đấy, cái này thì lưỡi của nó là 350mm. Đấy, dòng này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 65.000 một cái thôi. Đấy, 65.000 một cái thôi cô bác anh chị mình. Đấy, còn nếu như bác nào mà nhu cầu mà muốn thay lưỡi ấy thì bên em cũng có nhập lưỡi rời về cho các bác nhá. Lưỡi rời này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 25.000 thôi. Đấy, bác nào mà muốn nhu cầu thay lưỡi thì cực kỳ dễ thôi, các bác chỉ cần kéo cái này lên và thay lưỡi thôi các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 65.000 với cưa BCTM màu đỏ này. Đấy, hàng này hàng của Nhật các bác nhá. Còn nếu như bác nào mà muốn thay lưỡi thì lưỡi chỉ có là 25.000 thôi các bác nhá. Rồi chuyển qua bên này cho em này.
Ngày hôm nay thì bên em có về đây rất cái của phích cắm các bác nhá. Đây, rất cái của phích cắm này. Các bác đấu dây điện vào đây này. Đây là rất cái này. Đấy. Đấy, rất cái này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 5.000 một cái rất cái thôi. Rất đực cũng thế, giá cũng là 5.000 các bác nhá. Đuôi đèn này thì cũng giá là 5.000 một cái các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn các bác này. Đấy, ok chưa? Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em nhá. Đây là mở đánh bóng đồ gỗ các bác này. Này, mở đánh bóng đồ gỗ sắp ong ấy, người ta gọi là sắp ong. Thì một lọ như thế này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 20.000 một lọ thôi. Sắp ong đánh bóng gỗ giá chỉ có là 20.000 các bác này. Rồi vòi xịt này, vòi xịt nhà vệ sinh các bác nhá. Này, bác nào mà hư hỏng rồi thì các bác có thể thay cho em luôn này. Cái này thì bằng inox nên là các bác yên tâm là cực kỳ bền luôn. Và cái vòi xịt này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 90.000 thôi các bác nhá. 90.000 thôi, quá rẻ luôn các bác nhá. Cực kỳ khỏe này, mạnh này. Đấy, và bền nữa các bác nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đây, đây là pin như các bác nhá, pin tiểu này. Đấy, các bác nào lấy cỡ lớn này. Cỡ lớn thì giá chỉ có là 6.000 một vỉ như thế này. Một vỉ như thế này là sẽ có hai đôi các bác nhá. Còn nếu như bác nào lấy pin nhỏ này, pin tiểu nhỏ nhất ấy thì giá chỉ có là 5.000 một vỉ như thế này thôi. Đấy, sẽ có 4 viên pin. Đấy, một vỉ như thế này là sẽ có 4 viên pin các bác nhá. Còn các bác nào mà lấy pin lớn này, pin này là pin điều khiển này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 5.000 một cặp nhỏ, 5.000 một cái 4 viên nhỏ và 6.000 4 viên to. Đấy, ok cho cô bác anh chị mình. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em nhá. Hiện bây giờ đang tăng giá thì các bác sắm ngay cho em một cái đèn năng lượng mặt trời này cho em. Đấy, cái bản năng lượng này thì các bác để ở trên trần nhà cho em. Còn như bác nào mà xài để ngoài sân thì các bác có thể bật này. Này, đây, ok chưa? Có cả remote điều khiển từ xa luôn các bác nhá. Đấy, cái này thì có cả remote điều khiển từ xa luôn. Đấy, quá tiện luôn các bác này. Giá chỉ có là 350.000 thôi. Đấy, 350.000 thôi, quá rẻ luôn cô bác anh chị mình. Ban ngày có ánh sáng là nó sẽ tự hấp thụ điện vào cho cô bác anh chị mình. Đấy, ban đêm các bác chỉ có xài thôi. Quá ok các bác nhá. Giá chỉ có là 350.000 thôi. Hàng này là số lượng có hạn nên là các bác nào nhanh tay để có hàng nhanh các bác nhá. Giá điện bây giờ đang còn tăng cao. Với là thời điểm mà bắt đầu mà nắng nóng quá thì sẽ có hiện tượng gọi là cắt điện thường xuyên. Đấy, thì các bác nên sắm cho em một cái đèn năng lượng mặt trời này. Đấy, để nó lúc nào mình cũng có điện trong nhà. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 350.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này. Trời ơi, cái này gọi là siêu phẩm các bác này. Đấy, cái này thì đợt này em về cái dòng Kutan này, hàng này hàng của Nhật các bác nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ tự động tăng sen các bác nhá. Cái dòng này sẽ tự động tăng sen cho cô bác anh chị mình nên là các bác sử dụng không lo sen bị trùng. Đấy, ok chưa? Và cái này thì em sẽ bán thân thôi. Đấy, bác nào mà ở nhà mà pin nhiều rồi thì các bác xài thân cho em. Đấy, lam xích này, này, cưa xích nha. Thân cưa xích, các bác lưu ý cho em là thân cưa xích. Chân pin phổ thông các bác nha. Chân pin phổ thông này, này. Cái này thì em đang thanh lý với giá chỉ có là 500.000 thôi các bác nhá. Đấy, 500.000 thôi. Hàng này, hàng của Nhật quá ngon luôn các bác này. Hàng này hàng của Nhật là quá ngon luôn. Lam là lam 305 này, mili này, 12 inch các bác nha. Này, thông số của nó có in trên lưỡi luôn các bác nha. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 500.000 một cái thân cưa xích như thế này thôi. Bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Rồi, chuyển tiếp qua bên này cho em. Đây, rất nhiều sản phẩm để cho cô bác anh chị mình lựa chọn nhá. Rồi, chuyển qua bên này cho em này. Rìu sói các bác nhá. Đây, rìu sói USA này. Này, đấy, cực kỳ sắc bén. Cái này thì các bác lên rừng này. Đấy, đốn củi chặt cây thoải mái cho em nhá. Giá chỉ có là 250.000 thôi các bác nhá. Đấy, rìu sói này giá chỉ có 250.000 thôi. Quá ok luôn. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Kéo này, này là kéo nhà bếp các bác nhá. Này, kéo Saki Nhật Bản này. Này, kéo này thì các bác ghi cho em là kéo vàng này. Đấy, giá chỉ có là 35.000 thôi các bác nhá. Kéo vàng này, 35.000 này. Đấy, ok chưa? Còn qua bên này cho em này. Công tắc này là công tắc gắn vào bờ tường các bác nhá. Hoặc là nói chung là công tắc này thì phải bắt vít vào tường như thế này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 10.000 một cái thôi các bác nhá. 10.000 một cái này.
Đấy, còn đây là qua tiếp này. Đây là thước lavo các bác nhá. Đấy, thước lavo các bác đây. Các bác vừa làm thước kẻ này. Đấy, ở đằng sau này có thước dây này, trên này là có laser này. Đấy, tắt mở này, trên này thì có mực nước này. Đấy, ok chưa? Cái này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi. 80.000 thôi các bác nhá. Rồi, chuyển qua bên này cho em cho. Đây, hàng này thì gọi là đợt này thì siêu khuyến mãi cho cô bác anh chị mình luôn. Khi các bác mua một CP, đấy, 30A, em sẽ tặng kèm cho cô bác một cái ốp như thế này luôn để che cái CP lại. Em có lắp cho các bác xem như thế này rồi này. Đây, khi mua một CP 30A, giá chỉ có 25.000, sẽ được tặng kèm thêm một cái ốp như thế này nữa. Ok chưa? Đấy, chỉ có giá đợt này nó như thế thôi các bác nhá. Đấy, giá là siêu rẻ luôn các bác này. Còn đây là móc khóa này. Đây, móc khóa này thì mình có thể về cải được là cả lòng bia luôn, cải bia được luôn các bác nhá. Đấy, vừa làm móc khóa vừa làm, nói chung là thú vui luôn. Đấy, có một cái dao nhỏ nhỏ phía trong nữa. Đấy, để các bác có thể cắt dây, mở bia. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 25.000 một cái móc khóa thôi các bác nhá. Rồi, chuyển tiếp qua bên này cho em. Đây, lưỡi cắt này. Đây, lưỡi cắt như thế này thì bên em bán một bịch như thế này là 25 lưỡi. Đấy, thì bên em sẽ thanh lý với giá chỉ có là 60.000 thôi cô bác anh chị mình. 60.000 các bác nhá. Đấy, còn đây là máy hút bụi thổi bụi cutan. Hàng này thì hàng của Nhật các bác. Đấy, con này thì công suất của nó là 750W. Bên em sẽ thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 200.000 thôi các bác nhá. Đấy, 200.000 thôi. Rồi, tiếp tục qua bên này cho em. Rất nhiều sản phẩm để cho cô bác anh chị mình lựa chọn này. Đấy, bác nào nhu cầu về sản phẩm nào thì liên hệ ngay cho em nhé. Đấy, đây là khăn tắm này. Và cái khăn tắm này thì thấm hút nước cực kỳ nhanh luôn. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc các bác nhé. Khăn tắm này thì rất rộng. Cái này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 30.000 một cái khăn tắm thôi. Đấy, 30.000 một cái thôi các bác nhé. Còn đây là thuốc chuột này. Đây, thuốc chuột các bác. Đấy, thuốc chuột này thì bác nào mà ở nhà nhiều chuột, thuốc chuột Thái Lan. Đấy, cái này thì giá chỉ có 25.000 một hộp thôi các bác nhá. 25.000 một hộp thuốc chuột Thái Lan các bác. Đấy, ok chưa? Rồi, chuyển tiếp qua bên này cho em. Cà song cà nồi các bác nhá. Cà song cà nồi giá chỉ có là 5.000 một cái thôi các bác này. Đấy, có cả tay cầm. Nên là khi các bác mà đánh song đánh nồi mà các bác yên tâm là không bị lo là bị trà vào tay đâu các bác này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 5.000 một cái thôi các bác này. Còn đây là bạc đản các bác này. Bạc đản thì bên em có hai mã 607 và 608 các bác nhá. 607 và 608 và 15.000 là một đôi các bác này. Đấy. Bạc đản thì giá là 15.000 một đôi. Bên em có hai mã các bác nhá. 607 này, 608 này. Và 15.000 sẽ được hai cái bạc đản. Đấy, các bác có thể lấy hai cái cũng được. Lấy một cái 607 cũng được mà lấy một cái 608 cũng được đấy. Nói chung là một đôi như thế này là giá là 15.000. Rồi, qua tiếp bên này cho em các bác. Đây, dây điện các bác này. Đây, dây điện các bác nhá. Dây điện 30m này. Đây, dây điện 30m này thì em đang thanh lý với giá chỉ có là 140.000 thôi các bác nhá. Đấy, 140.000 dây điện của Nhật các bác nhá. Đấy, dây điện của Nhật này giá chỉ có là 140.000. Dây điện này là 30m. Ở đầu này thì có chia ra 1 lỗ, 2 lỗ, 3 lỗ, 4 lỗ các bác nhá. Đấy, 4 lỗ cắm cho các bác anh chị mình thoải mái sử dụng cho em. Còn đây là ổ cắm Thái Lan này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có 6 cái lỗ cắm và 3 cái cổng USB. Lỗ ổ cắm Thái Lan giá chỉ có là 50.000 thôi. Còn nếu như các bác nào mà lấy cái ổ cắm Việt Nam này. Đấy, ổ cắm Việt Nam các bác ghi cho em là ổ cắm trắng nhá. Ổ cắm trắng dây của nó là tầm 3m đấy. Giá chỉ có là 55.000 thôi các bác nhá. Đấy, ok chưa? 55.000. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Rồi, chuyển tiếp qua bên này cho em là thắt lưng da cá sấu các bác nhá. Thắt lưng da cá sấu này, nhìn các bác nhìn cái mặt quá đẹp luôn. Hàng này hàng nhập khẩu các bác nhá. Đấy. Cái này thì bên em đang bán với giá là 150.000. 150.000 thôi cô bác anh chị mình, các bác có thể mua về làm quà hoặc là các bác có thể sử dụng này, có cái hộp cực kỳ mê ly luôn. Đấy, ok chưa? Đấy, làm quà thì quá tuyệt vời. Đấy, giá chỉ có là 150.000 thôi cô bác anh chị mình. Chuyển qua bên này cho em này. Đây là miếng mài bóng này, đánh bóng của đá hoa cương các bác nhá.
đánh bóng hoa cương. Thì cái này thì hàng này thì bên em sẽ thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá là 10.000 ba tấm. Đấy, 10.000 ba tấm đánh bóng hoa cương các bác. Cưa lòng cô bác anh chị mình nhá. Cái này thì mình chuyển từ máy khoan sang các bác nhá. Đấy, đầu chuyển cưa lòng giá chỉ có là 110.000 thôi, hàng Mai Tanh chính hãng các bác. Đấy, đi kèm là sẽ có thêm là mấy cái lưỡi cưa nữa. Đấy, mấy cái lưỡi cưa nữa các bác nhá, có kèm theo ba lưỡi nữa các bác này. Đấy. 110.000. Máy massage các bác nhá. Dòng này thì siêu gọn nhẹ luôn cô bác anh chị mình. Đấy, cái này thì cô bác mình có thể mua về tặng cho ông bà cha mẹ mình này, hoặc là lúc mà mình đi làm về mệt mỏi là mình có thể tự đấm lưng massage các bác nhá. Cái này thì đi kèm sẽ 4 đầu. Đấy, các bác có thể massage lòng bàn tay, lòng bàn chân. Đấy, massage vai, gáy, cổ đều được hết này. Đấy, còn cái này thì đấm này. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Đấy, cái này thì em đang thanh lý với giá chỉ có là 180.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Rửa xe pin các bác nhá, rửa xe pin này. Đây. Rửa xe pin, cái này là đầu này, các đầu bét và đầu súng để nối dài này. Đây. Đầu bét và đầu súng để nối này, và dây này, và một cái sạc kèm theo một viên pin nhỏ các bác nhá. Đấy, rửa xe pin bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 260.000 thôi. 260.000 các bác nhá, quá rẻ luôn. Đấy, rồi tiếp theo em qua tiếp này. Bộ dâu búc này, đây bộ dâu búc các bác nhá, bộ dâu búc này. Đấy, cái này thì có 3 cái dao, một cái cày và một cái khuôn để mình đúc trứng. Đấy, là thành 5 chi tiết các bác nhá, bộ dâu búc 5 chi tiết này. Giá bên em đang bán với giá là 55.000 một bộ thôi. Chuyển tiếp qua đây này các bác này. Đây, chuyển tiếp qua cho cô bác anh chị mình keo dán tôn chống dột các bác nhá. Keo dán tôn chống dột này bên em Nhiên đang thanh lý với giá là 20.000 các bác nhá. Cái này là bản 5 sen, đấy, bản 5 sen các bác nhá. Giá chỉ có là 20.000 thôi. Rồi qua bên này các bác, đây là dây đổi nguồn từ điện 220 chuyển sang điện 110V. Đấy, cái này thì chỉ sử dụng cho máy khoan thôi các bác nhá, máy khoan, máy mài, máy xay sinh tố, miễn là cái máy nào mà không có cái mạch điện tử là các bác xài được các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 90.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 90.000 thôi. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp này. Đây, kéo cắt cành của Nhật các bác nhá, kéo cắt cành của Nhật này. Đấy. Bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 một kéo thôi các bác nhá. 50.000 một kéo thôi, quá rẻ luôn các bác nhá. 50.000 một kéo này. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Rồi qua tiếp ở đây cho cô bác anh chị nào có nhu cầu mua chì hàn các bác nhá. Chì hàn này. Đấy, chì hàn thì bên em đang bán là 40.000 một cuộn 100g các bác nhá. 40.000 một cuộn này. Đấy, còn đây là mỏ hàn chì này, 100W các bác. Đấy, mỏ hàn chì 100W giá cũng là 40.000 luôn. Đấy, thanh lý cực kỳ rẻ luôn. Đấy. Rồi chuyển tiếp qua đây cho các bác anh chị mình. Đấy, Tết đến rồi này. Đấy, bác nào mà nhu cầu muốn ăn lẩu một mình này, hoặc là muốn hấp này. Đấy, cái này là nồi lẩu, nồi hấp dành cho một người ăn. Đấy, giá chỉ có là 95.000 thôi các bác nhá. 95.000 cái nồi lẩu, nồi hấp một người ăn này cho các bác nhá. Đấy, 95.000 này. Rồi qua đây cho các bác anh chị mình, đèn pin cầm tay siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy, có chế độ hiển thị pin ở đây luôn các bác này. Đấy, hiển thị pin. Và khi các bác muốn sạc thì các bác sạc ở đây các bác nhá. Đấy, đèn này cực kỳ sáng luôn các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 75.000 thôi các bác nhá. 75.000 thôi, tay cầm chắc chắn. Đấy, cực kỳ tiện lợi luôn các bác. Đấy, giá chỉ có là 75.000 thôi các bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái dòng máy mài Futa cô bác anh chị mình nhá. Đấy, con này thì công suất của nó là 980W, dùng đá 1 tấc này. Đấy, ngày hôm nay thì em cũng thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 290.000, còn được tặng kèm thêm 5 viên đá cắt nữa cô bác anh chị mình nhá. 5 viên đá cắt và một bút thử điểm nữa cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu về máy mài Futa thì các bác liên hệ ngay cho em nhá. Đấy, ok chưa? Máy mài tay dài này, bóp này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá. Đế chuyển máy khoan và đế chuyển máy cắt cô bác anh chị mình nhá. Đấy, đế chuyển máy cắt này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 250.000 thôi. Đấy, còn máy mài thì cô bác anh chị nào mà nhu cầu mua máy mài nào thì cô bác có thể liên hệ ngay cho em nhá. Còn như là đế chuyển này, em lắp cái máy mài vào tượng trưng cho cô bác anh chị mình xem thôi. Đấy, đế chuyển này thì giá chỉ có là 250.000. Còn như bác nào mà nhu cầu đế chuyển khoan này, đế chuyển khoan thì giá là 280.000 cô bác anh chị mình nhá. Đế chuyển khoan giá là 280.000 này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Quạt này, quạt tích điện các bạn, cái này thì cô bác anh chị mình đi du lịch picnic gì cũng rất tiện, bỏ trong ba lô túi sách này, hoặc là các bác bỏ trên bàn làm việc
bỏ trên bàn làm việc hoặc là bàn học cho em nhá, cực kỳ tiện này, có tay cầm luôn này. Đấy, ok chưa, gập lên gập xuống thoải mái cho em này. Đấy, cái này thì nó là 2 trong 1, vừa đèn vừa quạt cô bác anh chị mình. Sạc điện là sạc điện 220V. Đấy, đây là quạt này. Đấy, giá chỉ có là 160.000 thôi cô bác anh chị mình nhá, 160.000 này. Máy hàn mic không khí cô bác anh chị mình nhá. Hàng này là hàng Kingwell, hàng chính hãng cô bác anh chị mình. Cái này là mình không cần xài khí, mình xài cuộn thuốc các bác nhá. Và đợt này thì bên em có chương trình khuyến mại, sẽ tặng kèm thêm một cuộn thuốc 1 ký cho cô bác anh chị mình khi mua máy hàn mic không khí này. Đây, tặng kèm một cuộn thuốc như thế này để cho cô bác anh chị mình về sử dụng nhá các bác nhá. Đi kèm này. Đấy, thì sẽ có dây hàn, kìm hàn, kẹp mát này. Đấy, lúc nào thì các bác mà muốn hàn que thì các bác bật sang chế độ hàn que cho em nhé. Còn nếu như các bác nào mà hàn cuộn thuốc 0.8 này, 1.0 thì các bác bật theo tương ứng cho em này. Đây, ok chưa, rất dễ sử dụng luôn. Đấy, và đi kèm là sẽ có này, súng mic này. Đây, ok chưa. Đấy, và chương trình khuyến mại thì đợt này thì bên em sẽ tặng kèm một cuộn thuốc mà giá thì bên em đang bán với giá là 1.750.000 cô bác anh chị mình. 1.750.000 tặng kèm một cái cuộn thuốc như thế này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Đấy, mic không xài khí các bác nhá. Đấy, cuộn thuốc thì về các bác bỏ vào đây. Đấy, ok chưa ạ? Máy massage các bác nhá. Dòng này thì siêu gọn nhẹ luôn cô bác anh chị mình. Đấy, cái này thì cô bác mình có thể mua về tặng cho ông bà cha mẹ mình này, hoặc là lúc mà mình đi làm về mệt mỏi là mình có thể tự đấm lưng massage các bác nhá. Cái này thì đi kèm sẽ 4 đầu. Đấy, các bác có thể massage lòng bàn tay, lòng bàn chân. Đấy, massage vai gáy cổ đều được hết này. Đấy, còn cái này thì đấm này. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Đấy, cái này thì em đang thanh lý với giá chỉ có là 180.000 thôi cô bác anh chị mình nhá.